Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 51. Về phương diện linh dược, nhanh như chớp đã đạt đến cấp bậc linh dược ngàn năm, vậy là đủ để luyện đan rồi. Nhưng chủng loại linh dược vẫn rất khan hiếm, vì vậy Dương Bách Xuyên nghĩ không biết có nên đi ra ngoài mua hạt giống linh dược hay không. Sau khi trồng trọt dùng nước sinh mệnh tưới, hắn có thể đạt được vô tận linh dược ngàn năm. Tìm trong đầu mấy phương pháp luyện đan, phát hiện còn thiếu một vài loại linh dược, nên Dương Bách Xuyên tính toán đi ra ngoài mua hạt giống linh dược. Linh dược cao cấp chắc chắn không mua được, cũng chưa chắc có, nhưng nếu tìm hạt giống hoặc mầm linh dược thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Hắn chỉ cần gom đủ linh dược thì có thể mở lò luyện đan, sau khi có đủ đan dược, nó sẽ chống đỡ được cái động không đáy kim đan của hắn. Chỉ dựa vào hấp thụ linh khí trời đất, muốn tăng lên tu vi thì rất khó, vì vậy đan dược là một loại bù vào. Sau đó anh đi ra khỏi hồ Càn Khôn, đi ra bên ngoài tính toán thời gian đã trôi qua 3 ngày. Mở cửa mật thất đi ra bên ngoài, Dương Bách Xuyên không phát hiện đám người tiểu hòa thượng xuất quan, chắc ba người bọn họ còn đang bế quan luyện hóa linh thạch cực phẩm. Trong lòng nghĩ đến chuyện đào tạo linh dược, vội vã đi ra bên ngoài. Mặc dù hắn trêu chọc Hắc Xương, nghĩa tử của bang chủ Hắc Vân Bang, nhưng ở trong thành tán tu, chỉ cần không phá vỡ quy tắc thì không cần sợ. Khi Dương Bách Xuyên mở cửa lớn rời khỏi, cả người lại ngây ngẩn. Có rất nhiều người đứng ngoài cửa lớn. Trên núi có rất nhiều đình viện, nhưng giữa mỗi tòa đình viện đều có khoảng cách nhất định, những người này xuất hiện ở chỗ này, chứng tỏ bọn họ đến tìm chính mình. Hắn cũng đoán được nguyên nhân. Chắc chắn có liên quan đến Hắc Xương, hắn biết chắc Hắc Xương sẽ không ngoan ngoãn để yên, hoặc nói cách khác Hắc Vân Bang sẽ không để yên. Trước mắt có 20-30 người, ánh mắt của đám người này sáng rực, nhìn Dương Bách Xuyên như sói đói tham lam. Dương Bách Xuyên cũng không sợ, khởi động trận pháp đóng lại cửa lớn, tiểu hòa thượng và huynh đệ Gia Cát còn đang bế quan, không thể quấy rầy bọn họ. Sau khi đi xuống bậc thang, Dương Bách Xuyên nhìn những người này. Còn chưa mở miệng, có một tên trung niên tiến lên một bước, nói, ngươi là Dương Bách Xuyên đúng không? Nếu không còn người khác, có lẽ là ta, ngươi là người phương nào? Nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt dữ tợn trước mặt, Dương Bách Xuyên nheo mắt lại hỏi, trong mắt hắn, tên này có tu vi kim đan hậu kỳ. Tại hạ là tử thất của Hắc Vân Bang thành tán tu, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tử thất trầm giọng nói. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, ngươi nói thẳng ra là đến báo thù cho Hắc Xương là được, còn khiêu chiến. Ngươi còn chưa đủ tư cách để khiêu chiến ta, lăn về nhà đi. Ha ha, tiểu tử đủ kiêu ngạo, thất gia thích loại người ngu xuẩn không biết trời cao đất dày như ngươi. Ngươi nói không sai, hôm nay đến tìm ngươi để báo thù cho nghĩa đệ Hắc Xương của ta. Nếu không muốn thành tán tu đến tìm phiền toái thì đi theo ta đến đài khiêu chiến của thánh tán tu, tất nhiên ngươi có thể chọn không đi. Nhưng đến thành vệ, thất gia ta đảm bảo ngươi sẽ bị thành vệ bắt đi. Tử thất cũng không tức giận, dùng giọng điệu mềm nhẹ kiêu ngạo uy hiếp Dương Bách Xuyên, còn việc báo thù cho Hắc Xương. Ha ha, ba vị nghĩa tử của bang chủ Hắc Vân không phải bền chắc như thép, tử thất còn không có tâm tư nhàn rỗi đi báo thù cho Hắc Xương. Đến tìm Dương Bách Xuyên là vì biết được trên người Dương Bách Xuyên có khả năng có lượng linh thạch lớn, đây mới là trọng điểm. Hẹn Dương Bách Xuyên đi đài khiêu chiến vì muốn chém giết Dương Bách Xuyên trên đài. Dựa theo quy củ của thành tán tu, đánh chết người trên đài khiêu chiến sẽ không truy cứu, quan trọng hơn, tất cả tài vật trên người người chết sẽ thuộc về người thắng. Dương Bách Xuyên mới là một kim đan sơ kỳ, hắn ta lại là kim đan hậu kỳ, một khi thả ra lĩnh vực kim đan, tất cả mọi thứ trong phạm vi đó đều sẽ xong đời. Chỉ cần giết chết Dương Bách Xuyên thì có thể có được tất cả tài vật trên người Dương Bách Xuyên. Ở trong mắt của Tử Thất, có thể thuê được đình viện cao cấp ở thành tán tu không phải là dê béo bình thường. Nếu hôm nay Dương Bách Xuyên không đồng ý, hắn ta sẽ có biện pháp khác làm Dương Bách Xuyên đồng ý, sau khi nói xong nở nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hiểu rõ những lời này của Tử Thất không phải là giả, Hắc Vân Bang là rắn đầu đàn trong thành tán tu, lại có quan hệ với Hữu Thành Chủ, có tầng quan hệ này, hắn biết hôm nay sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này. Tử Thất hẹn hắn lên đài khiêu chiến là muốn dồn hắn vào chỗ chết, Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng trong lòng. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn còn sẽ kiêng kỵ, nhưng sau khi dùng xong một viên linh đào,
tu vi đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, đối mặt với một kim đan hậu kỳ, hắn không để trong mắt. Muốn tính kế ta, cũng được, xem ai đùa chết ai. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng ở trong lòng. Sau đó nói, xem ra ta không có lý do không đồng ý. Ha ha ha, coi như tiểu tử nhà người biết điều, đi theo ta, lên đài khiêu chiến của thành tán tu, làm thất gia ta xem năng lực của ngươi ra sao. Cười to, Từ Thất xoay người xuống núi, phía sau đi theo một đoàn chó săn. Khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi cong lên, không nhanh không chậm đi theo hắn ta. Chấm chấm chấm. Đài khiêu chiến được xây dựng ở trung tâm của thành tán tu, nơi Từ Thất đi qua đã có nhiều người biết được Từ Thất muốn khiêu chiến Dương Bách Xuyên. Rất nhiều người đều thở dài, Hắc Vân Bang lại bắt nạt người. Một vài người không quen nhìn đám người Hắc Vân Bang, trộm nhắc nhở cho Dương Bách Xuyên, tiểu huynh đệ, thực lực của các ngươi kém xa, ngươi có thể không đồng ý khiêu chiến của hắn ta, Từ Thất cũng không dám mạnh mẽ ra tay với ngươi. Đánh không được ngươi nhiều nhất tìm chút chuyện nhốt ngươi vào nhà tù của thành tán tu, nhốt mấy ngày rồi lại thả ra mà thôi, ngươi đi như vậy là chịu chết, tên khốn Từ Thất kia muốn hạ đòn sát thủ. Đối với những nhắc nhở thiện ý này, Dương Bách Xuyên đều nói lời cảm ơn, nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại. Một tên côn đồ tu vi kim đan hậu kỳ mà thôi, không phải hắn chưa chém giết bao giờ. Rất nhanh đã đến đài khiêu chiến, trên đài khiêu chiến có một lão giả bảo hộ, nhìn qua bề ngoài, là người của thành tán tu. Từ Thất bước đến cung kính ôm quyền nói với lão giả, Hồng Quản sự, hôm nay Từ Thất muốn đánh chiến đài sinh tử kiếp với Dương Bách Xuyên, hy vọng Hồng Quản sự làm chứng. Hai bên tự nguyện là được, ký xuống giấy sinh tử thì sẽ có hiệu quả ngay lập tức, không màng sống chết. Lão giả được Từ Thất gọi là Hồng Quản sự lẩm bẩm một hồi, nói là dò hỏi nhưng lại hoàn toàn trả lời giúp. Điều này làm cho đám người vây xem đều trợn trắng mắt, rất rõ ràng, nếu Từ Thất đã thông đồng trước với Hồng Quản sự, đây chính là một cái bẫy. Hồng Quản sự lấy ra giấy sinh tử, Từ Thất gấp không chờ nổi nhỏ một giọt tinh huyết lên trên, ngay lập tức huyết phụ xuất hiện, sau đó đưa đến trước mặt Dương Bách Xuyên, làm Dương Bách Xuyên ký tên. Dương Bách Xuyên sao có thể không nhìn ra tên chó Hồng Quản sự và Từ Thất đang kẻ sướng người họa, chờ chính mình nhỏ tinh huyết ký giấy sinh tử. Người xung quanh bàn tán sôi nổi. Quá vô sỉ, đây là bắt nạt người. Còn không phải sao, tiểu tử kia tên là gì, bị Từ Thất theo dõi, lần này chết chắc rồi. Ta biết, tên là Dương Bách Xuyên, đến thành tán tu từ 3 ngày trước, đánh Hắc Xương, nghe nói Hắc Xương trực tiếp bị Dương Bách Xuyên đánh tàn phế. Dương Bách Xuyên đắc tội với Hắc Vân Bang, lần này coi như xong rồi. Sau lưng Hắc Vân Bang là Hữu Thành Chủ, ai làm người ta có thế lực cường đại. Lại nói, cũng do tên Dương Bách Xuyên này xui xẻo, ngày đầu tiên đến thành tán tu, tiểu tử này đã thuê đình viện cao cấp nhất của thành tán tu, 1 tháng 1.000 viên linh thạch, lộ tài, hắn không bị Hắc Vân Bang theo dõi mới là lạ. Chấm, chấm chấm. Giữa sân cũng có một vài người phê bình kín đáo Hắc Vân Bang. Tiếc hận thay cho Dương Bách Xuyên. Nhưng sau một tiếng hừ lạnh của Từ Thất, rất nhiều người câm miệng. Đối mặt với giấy sinh tử được Từ Thất đưa qua, Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ sợ hãi, trắng bệch mặt. Điều này làm cho Từ Thất càng thêm đắc ý, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ký đi, Hồng Quản sự, đồng ý rồi. Bây giờ ngươi không ký, đắc tội Hồng Quản sự, đến lúc đó chỉ có đường chết. Đối mặt với vẻ mặt đắc ý của Từ Thất cùng với vẻ mặt cười cợt âm hiểm của Hồng Quản sự, trong đầu của Dương Bách Xuyên hiện lên một câu nói trong Kinh Thánh, Thượng Đế muốn diệt vong, đầu tiên phải làm mọi thứ trở lên điên loạn. Vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng. Sau đó giả vờ bày ra vẻ mặt không còn cách nào khác, run rẩy giơ tay nhỏ một giọt tinh huyết lên trên giấy sinh tử. Lần này Từ Thất không nhịn được bật cười, ha ha ha. Một khi đã ký giấy sinh tử, hắn ta có thể danh chính ngôn thuận chém giết Dương Bách Xuyên, sau đó tất cả tài sản trên người Dương Bách Xuyên sẽ thuộc về hắn ta. Từ Thất dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay của Dương Bách Xuyên, giống như một con sói đói không kiếm được thức ăn một thời gian dài, hai mắt xanh lè. Trên thực tế giới chỉ không gian trên tay của Dương Bách Xuyên trống không, dùng để yểm trợ cho Hồ Càn Khôn. Từ Thất và Hồng Quản sự liếc nhau. Dương Bách Xuyên cảm giác hai người này cấu kết với nhau làm chuyện xấu.
Lúc này tên ngốc cũng nhìn ra được, hai tên khốn này đã thông đồng từ trước, ý đồ hại người. Giấy sinh tử viết rất rõ ràng, bên chết ngay cả thi thể cũng đều thuộc về kẻ thắng. Rất rõ ràng, Dương Bách Xuyên biết chính mình thuê đình viện cao cấp đã rước lấy họa, Hắc Xương chỉ là cái cớ. Tử Thất lạnh lùng cười nói, tiểu tử, liếc nhìn thế giới tốt đẹp này lần cuối đi, chờ lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội. Sau khi nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của Dương Bách Xuyên, Tử Thất nói với Hồng Quản sự, bây giờ ngài có thể mở trang. Mở trang, sau khi nghe thấy hai chữ này, Dương Bách Xuyên ngây người một lúc, không hiểu khai trang nghĩa là gì. Nhưng sau khi Hồng Quản sự đứng dậy nói chuyện, Dương Bách Xuyên hoàn toàn hiểu, quả nhiên giữa Tử Thất và Hồng Quản sự có cấu kết ích lợi, nhưng không phải vì muốn cướp tài sản trên người hắn như những gì hắn nghĩ. Mà là... Chỉ nghe Hồng Quản sự cười tủm tỉm, nhìn về đám người vây quanh đài khiêu chiến, chậm rãi nói, các vị, đã rất lâu rồi thành tán tu không có giấy sinh tử, thành phủ chủ của chúng ta cũng không có đại lý từ lâu. Hôm nay theo trận chiến sinh tử của Tử Thất và Dương Bách Xuyên, Hồng Mỗ đại biểu phủ thành chủ thành tán tu mở quan trang. Hồng Quản sự vừa nói xong, đám người vây xung quanh đài chiến đấu nổ tung chảo. Quan trang, được, ta là người đầu tiên mua. Trong đám người có người nói, quan trang cũng tốt, ai chết đều sẽ không có chống chế. Có người không hiểu quan trang nghĩa là gì, mỗi ngày thành tán tu đều có người đi đến, tất nhiên không rõ ràng lắm, mở miệng hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này, quan trang nghĩa là gì? Quan trang làm cái gì vậy? Một tên lâu năm ở thành tán tu nói, mới đến thành tán tu đúng không? Đúng vậy, mong đạo hữu chỉ giáo. Quan trang nghĩa là đại lý của phủ thành chủ thành thành tán tu, đại lý đánh cuộc, Dương Bách Xuyên và Tử Thất chiến đấu, Hồng Quản sự đại biểu đại lý phủ thành chủ thành tán tu, chúng ta đặt thắng thua, tất nhiên phải bỏ ra tinh thạch, dựa theo tỷ suất cao thấp để đặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thì ra là vậy, nếu không bồi thường vậy không phải nhà cái sẽ ăn lỗ lớn sao? Nhà cái sao lỗ được, đều là mua bán không giấy tờ. Hơn nữa quan trang này là quy củ được đại thành chủ thần bí của thành tán tu đặt ra, dám không bồi thường. Từ khía cạnh nào đó mà nói, mở quan trang đồng nghĩa với việc đại biểu cho đại thành chủ thần bí của thành tán tu, vì vậy không cần lo phủ thành chủ sẽ quyệt nợ. Từ khi có quan trang đến nay, chưa từng xuất hiện chuyện phủ thành chủ bội ước, vì vậy không cần lo lắng. Thì ra là vậy, cảm ơn đạo hữu đã chỉ giáo. Không khách khí, không khách khí. Đợi lúc nữa nghe Hồng Quản sự nói quy tắc, rất rõ ràng, Dương Bách Xuyên chết chắc rồi, ta đoán chỉ trong mấy chiêu Dương Bách Xuyên sẽ bị Tử Thất chém giết. Chấm, chấm chấm. Đám người sôi nổi nghị luận, dường như mọi người đều có hứng thú với quan trang, hoặc nói cách khác có hứng thú với đánh cuộc. Thính lực của Dương Bách Xuyên rất kinh người, tất nhiên cũng nghe được, cũng hiểu được bố cục Tử Thất và Hồng Quản sự đặt ra cho mình, chính là muốn mở đại lý kiếm linh thạch. Trên mặt hờ hững, trong lòng nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Tử Thất và Hồng Quản sự nhảy nhót lung tung. Lúc này Hồng Quản sự tiếp tục nói, Hồng Mỗ tiếp tục nói quy tắc, đầu tiên đánh cuộc thắng thua, đánh cuộc Dương Bách Xuyên thắng đặt hồng, đánh cuộc Tử Thất thắng đặt trắng. Còn bồi suất, Dương Bách Xuyên định vị 100 điểm, Tử Thất định vị một bồi suất, tiền đặt cược không có giới hạn. Hồng Quản sự chỉ vào hai bên bàn, đã có người của phủ thành chủ chuẩn bị sẵn đăng ký. Nhìn qua có vẻ đã tính kế từ lâu. Sau đó Hồng Quản sự tiếp tục nói, thứ ba, đánh cuộc Tử Thất đánh chết Dương Bách Xuyên trong vòng một chiêu, bồi suất là 10, nghĩa là một viên linh thạch bồi 10 viên, đánh cuộc Tử Thất đánh chết Dương Bách Xuyên trong vòng 3 chiêu, 20 điểm bồi suất, 3 chiêu đánh chết 30 điểm bồi suất, tiền đặt cược không giới hạn. Vừa nói xong, Dương Bách Xuyên tức muốn bốc khói, tên chó, lão tử lại là 100 điểm, 100 lần rất cao. Nhưng chính vì cao nên sẽ không dễ dàng thắng. Dương Bách Xuyên biết nếu có người đặt hắn một viên linh thạch, nghĩa là 100 lần bồi suất, nếu ai đặt chính mình đánh thắng Tử Thất, người đặt cược một viên linh thạch trên người hắn sẽ tương đương với 100 viên linh thạch. Còn Tử Thất chỉ có một phần bồi suất, nghĩa là đặt một viên linh thạch lên Tử Thất, chỉ cần Tử Thất thắng, vẫn là một viên bồi suất, rất thấp, nhưng phần thắng của Tử Thất rất lớn. Có lẽ ở trong mắt người khác, Tử Thất thắng là chuyện hiển nhiên, Dương Bách Xuyên phải thua, vì vậy tên khốn Hồng Quản sự mở trang đều nhằm vào Tử Thất thắng chắc, chính hắn phải thua mở trang. Trong sự tức giận của Dương Bách Xuyên,
Hồng quản sự hô lớn, mở trang, thời gian là nửa canh giờ, quá hạn không chờ. Hồng quản sự vừa gào lên, tất cả đám người trong quảng trường đều trở lên kích động. Rất rõ ràng, trận đánh cuộc này kiểm ổn không lỗ, không mua là tên ngốc. Đặt cược từ thất đánh chết Dương Bách Xuyên trong mấy chiêu thì không chính xác lắm, phải dựa vào vận may, nhưng đặt từ thất thắng, mặc dù bồi suất ít hơn nhưng lại kiểm ổn không lỗ. Kẻ ngốc đều nhìn ra được tu vi của Dương Bách Xuyên là kim đan sơ kỳ, còn từ thất là kim đan hậu kỳ, kém hai tiểu cảnh giới, từ thất thắng ổn. Dương Bách Xuyên lạnh nhạt nhìn trận đánh cuộc này, không hề nghi ngờ, mấy trăm người này, phần lớn đều lựa chọn từ thất thắng. Nhân viên đăng ký bên phủ thành chủ ghi lại rõ ràng số lượng linh thạch cầm đặt cược vào trong hồ sơ, dán ra bảng. Nửa canh giờ sắp hết, mọi người hoàn thành đặt cược, điều làm cho sắc mặt của Dương Bách Xuyên sắp vặn thành bánh chẻo áp chảo là số lượng linh thạch đặt từ thất thắng lên đến 9 vạn linh thạch, con số này mới chỉ là đặt thắng thua, không tính đặt mấy chiêu thì thắng. Còn bản thân Dương Bách Xuyên mới chỉ có 103 viên linh thạch, vô cùng keo kiệt, đây mới chỉ là mấy tên đầu cơ trục lợi, ảo tưởng Dương Bách Xuyên có thể thắng có thể có được 100 lần bồi suất, nên mới có 103 viên này. Có thể nói trong đám người này không có nổi một người coi trọng Dương Bách Xuyên. Hồng quản sự mặt mày hớn hở nói, các vị, có ai muốn đặt nữa không? Có hội hiếm có, lần mở quan trang tiếp theo không biết còn phải chờ đến lúc nào nữa. Nhanh đặt cược đi. Hồng quản sự, không còn ai nữa, nhanh bắt đầu đi. Đúng đúng đúng, nhanh bắt đầu đi, ta đã đặt toàn bộ của cải lên rồi đó. Bắt đầu. Bốn phía vang lên âm thanh thúc giục. Mặt già của Hồng quản sự vui như hoa cúc, lần mở trang này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Những lần mở trang trước cũng chỉ có 3 vạn linh thạch, lần này cao đến 13 vạn, thật sự rất tốt, mở xong lần va chạm này. Tiền bâu ơ của ông ta cũng đủ để ông ta tu luyện 3-4 năm. Cười ha ha nói, được, vậy mở. Chờ đã. Hồng quản sự còn chưa nói xong chữ bắt đầu, giữa sân đột nhiên vang lên một giọng nữ. Đám người nhường ra một con đường, là một nữ tử quyến rũ mị hoặc mặc y phục màu đen đi đến. Có người nói, là vô tâm thiên tử của Thương hội Thiên Diệp, Diệp Vô Tâm. Thương hội Thiên Diệp rất có danh tiếng. Có người không biết hỏi. Tất nhiên, mặc dù Thương hội Thiên Diệp không phải tông môn, nhưng thế lực không hề thua kém tông môn. Các chi nhánh của Thương hội Thiên Diệp trải dài khắp Sơn Hải Giới, cao thủ liên tục xuất hiện, là một thế lực siêu cấp ở Sơn Hải Giới. Vô tâm tiên tử này chính là con gái của Diệp Vô Đạo, hội trưởng Thương hội Thiên Diệp thành tán tu, có thể nói khắp thành tán tu, người có thể không nhìn sắc mặt của phủ thành chủ chỉ có Thương hội Thiên Diệp, hoặc nói cách khác là Diệp Vô Đạo. Phụ thân của vô tâm tiên tử. Thì ra là vậy. Chấm chấm chấm. Hiển nhiên Hồng quản sự quen biết vị vô tâm tiên tử này, nhíu mày nói, thì ra là vô tâm tiên tử, không biết vô tâm tiên tử có việc gì. Phủ thành chủ bọn họ không dám đối nghịch với Thương hội Thiên Diệp, đại thành chủ đã tự mình cảnh cáo trước, phủ thành chủ không được xung đột gây sự với người của Thương hội Thiên Diệp, đủ để chứng minh thế lực của Thương hội Thiên Diệp không thể trêu chọc. Nhưng không ngờ được hòn ngọc quý trên tay Diệp Vô Đạo sẽ đến xem náo nhiệt, tu vi của cô nãi nãi này không hề kém, tuổi còn trẻ đã đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, quan trọng hơn tính tình của cô nãi nãi này không dễ sống chung. Ha ha, Hồng quản sự, xem ngươi nói này, ngươi mở quan trang ta cũng nên đến đặt cược chứ, không lẽ Hồng quản sự không chào đón? Vô tâm tiên tử cười khúc khích nói. Ta rất hoan nghênh, xin hỏi vô tâm tiên tử đặt bao nhiêu, đặt bên nào? Quản sự Hồng thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đến quấy rối là được. Ông ta rất kiêng kỵ vị vô tâm tiên tử này, ở thành tán tu, nàng có tiếng là khó chơi, cố tình không ai dám trêu chọc nàng. Ta muốn đặt 2.000 linh thạch. Diệp vô tâm nói, vung tay lên, nha hoàn bên người đã mang một chiếc nhẫn chứa hơn 1.000 linh thạch đưa cho quản sự Hồng. Quả nhiên là người của Thương hội Thiên Diệp, vừa ra tay đã bỏ ra 2.000 linh thạch. Trong đám người có người ghen tị nói. Lúc này quản sự Hồng nói với cấp dưới, đưa cấp bậc cho vô tâm thiên tử, 2.000 linh thạch tiểu phẩm đặt từ thất thắng. Đúng lúc này, Diệp vô tâm lại mở miệng nói, quản sự Hồng lầm rồi, 2.000 linh thạch của ta không đặt cho từ thất, ta đặt Dương Bách Xuyên thắng. Cái gì, quản sự Hồng ngẩn người, sau khi lấy lại phản ứng, trong lòng vô cùng vui vẻ, không cho Diệp vô tâm cơ hội nói chuyện.
vội vàng nói, vô tâm tiên tử đặt 2.000 linh thạch, cược Dương Bách Xuyên thắng, nhanh đăng ký cho vô tâm tiên tử. Dương Bách Xuyên cũng sửng sốt, không nghĩ đến sẽ có người đặt chính mình, vừa ra tay đã 2.000 linh thạch. Không kìm được lòng nhìn về phía Diệp Vô Tâm, vừa rồi trong đám người nói chuyện, hắn cũng biết được thân phận của vị nữ tử quyến rũ động lòng người này. Cuối cùng cũng có người nhảy ra coi trọng chính mình, hơn nữa thân phận địa vị ở trong thành tán tu còn không thấp. Vẫn còn có người sáng suốt, Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng. Mắt đối mắt với Dương Bách Xuyên, giây tiếp theo suýt chút nữa Dương Bách Xuyên hộc máu. Chỉ nghe Diệp Vô Tâm nói, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia, nếu ngươi dám để bổn cô nương lỗ nặng, dù ngươi chết cô nãi nãi cũng xé xác ngươi, vì vậy đánh cho tốt, ngàn vạn đừng thua. Không ai nghĩ đến Diệp Vô Tâm sẽ nói ra câu như vậy. Ở trong lòng Diệp Vô Tâm, nàng rất khinh thường cách làm của quản sự Hồng, nàng chính là người có cách hành xử khác người. Ban đầu chỉ đi ngang qua nơi này, nghe nói có một tiểu tử tên Dương Bách Xuyên có tỷ lệ mở trang vô cùng thảm thiết, chỉ có 103 viên linh thạch. Lập tức có chút tò mò, sau khi cho người đi nghe ngóng mới biết được, Dương Bách Xuyên là một người mới đến thành tán tu, ngày đầu tiên đến đã thuê đình viện cao cấp nhất thành tán tu, sau đó bị Hắc Xương chơi đều, kết quả Hắc Xương bị Dương Bách Xuyên đánh phế. Tiếp theo hôm nay Từ Thất kéo quân đến đánh cướp, mượn cớ là báo thù cho Hắc Xương, sau đó cấu kết với quản sự Hồng, ép Dương Bách Xuyên ký giấy sinh tử. Một cái muốn mạng, một cái muốn tài, hoặc cả hai đều có. Nhưng Dương Bách Xuyên cố tình ký giấy sinh tử. Điều này khiến Diệp Vô Tâm cảm thấy thú vị. Hoặc đầu óc của Dương Bách Xuyên bị hỏng, hoặc giấu sâu không lộ. Dưới tình huống biết rõ ràng thực lực cách xa nhau còn ký xuống giấy sinh tử, đây là chuyện không hợp lẽ thường. Nếu đầu óc của Dương Bách Xuyên không hỏng, không ký xuống giấy sinh tử, cho dù Từ Thất hay quản sự Hồng cũng không làm gì được hắn, bởi vì thành tán tu có quy định không được chém giết. Trước nay không ai dám phá hư quy tắc này. Trong suy nghĩ của Diệp Vô Tâm, một người có thể đánh tơi bời Hắc Xương, có lẽ đầu óc không có vấn đề. Vì vậy mang theo lòng hiếu kỳ, Diệp Vô Tâm đi đến đài khiêu chiến. Còn có một điều quan trọng, nàng đã từng nhìn thấy cái tên Dương Bách Xuyên này trên bảng tin tức của Thương hội Thiên Diệp. Mấy ngày trước, một người tên Dương Bách Xuyên đã trở thành tù phạm chạy trốn khỏi quặng mỏ thành Chiêu Giao, đào mất một viên bổn nguyên thạch ở quặng mỏ, làm cho thành chủ thành Chiêu Giao rất tức giận. Kết quả đám người được U Dương Hải Đường phái ra đuổi theo giết Dương Bách Xuyên đều bị hắn giết chết, thậm chí 3 ngày trước U Dương Hải Đường suýt chút nữa chết trên tay Dương Bách Xuyên. Sau khi U Dương Hải Đường báo lên sư môn, M Dương Tông đã phát lệnh truy nã đuổi giết Dương Bách Xuyên. Ai có thể giết chết Dương Bách Xuyên, M Dương Tông sẽ thưởng 2.000 viên linh thạch. Vì xác minh tin tức này, Diệp Vô Tâm đi đến đài khiêu chiến. Kết quả sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, nàng mỉm cười, thật sự là cùng một người. Bởi vậy, ở trong lòng Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên là một nhân vật giả heo ăn thịt hổ. Một người có thể chém giết rất nhiều tướng lãnh thân binh dưới trường U Dương Hải Đường thành Chiêu Giao, một người có thể đánh chạy thành chủ U Dương Hải Đường thành Chiêu Giao, sao có thể là hạng người hỏng đầu óc. Có thể có được tin tức của Dương Bách Xuyên chỉ có Thương hội Thiên Diệp của các nàng. Có lẽ lúc này có rất nhiều người còn không biết Dương Bách Xuyên là ai. Vì vậy Diệp Vô Tâm đánh cược tất cả linh thạch nàng có được, đặt Dương Bách Xuyên thắng. Nếu không phải thời gian không đủ, Diệp Vô Tâm còn muốn trở về gom góp tất cả linh thạch của Thương hội Thiên Diệp. Đối mặt với sự uy hiếp của Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên có chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là gần ngàn người mới có Diệp Vô Tâm đặt hắn, loại cảm giác này rất không tệ, hơn nữa vừa ra tay đã cho ra 2.000 linh thạch. Rất hào phóng. Nhìn Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, Diệp cô nương có mắt nhìn, nếu ta thắng, không biết có hoa hồng cho ta không? Ha ha, nếu ngươi thắng bổn cô nương sẽ mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Diệp Vô Tâm rất có hứng thú với Dương Bách Xuyên, đến lúc này tồi hắn còn cười được, trong lòng càng thêm khẳng định Dương Bách Xuyên là loại người giả heo ăn thịt hổ. Được, một lời đã định, Dương Bách Xuyên cười nói. Chờ ngươi thắng rồi nói, nếu thua bổn cô nương sẽ không tha cho thi thể của ngươi. Diệp Vô Tâm uy hiếp, nói. Khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi co rút, nhưng vẫn trả lời ta sẽ không thua. Hy vọng như vậy, Diệp Vô Tâm cười ha ha nói.
Lúc này Từ Thất lạnh lùng hừ một tiếng, chết đến nơi rồi còn muốn trêu chọc Vô Tâm tiên tử, tiểu tử nhà ngươi cũng rất kiêu ngạo. Ha ha, họ Từ, hôm nay ngươi phải thất vọng rồi. Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười. Được, nếu vậy bây giờ bắt đầu, quản sự Hồng lại mở miệng nói. Chờ đã, nhưng lần này lại bị Dương Bách Xuyên ngắt lời. Quản sự Hồng nhăn mày lại, nói tiểu tử nhà ngươi muốn đổi ý hả? Nói cho ngươi, đã ký giấy sinh tử, ngươi dám có gan đổi ý, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, nói, lão già chết tiệt, ta biết ông và tên họ Từ kia liên hợp lại tính kế ta, nhưng không sao, hơn nữa ông yên tâm, trong từ điển của ta chưa từng có hai chữ từ bỏ. Ngắt lời của ông chỉ muốn hỏi một câu, ta có thể tự đặt cho chính mình thắng hay không? Vừa nói xong câu, xung quanh ồ lên, một đám đều cho rằng chính mình nghe lầm. Sau khi lấy lại phản ứng, mọi người cho rằng Dương Bách Xuyên tự tìm lại mặt mũi cho bản thân trước khi chết. Ngay cả quản sự Hồng cũng ngây người, nhưng ngay sau đó cười ha ha, cũng không tức giận khi Dương Bách Xuyên mắng ông ta là lão già chết tiệt, thuận miệng nói tự đặt bản thân thắng, tất nhiên không có vấn đề, nói đi, người muốn đặt bao nhiêu. Ở trong lòng quản sự Hồng, Dương Bách Xuyên đã định sẵn là người chết, hiện tại Dương Bách Xuyên lấy linh thạch tự đặt cho chính mình, tương đương tự đưa linh thạch cho quản sự Hồng, cầu mà không được. Dương Bách Xuyên cười, híp mắt phung tay lên, đặt tất cả linh thạch của hắn lên đài khiêu chiến, trong đó có rất nhiều linh thạch hắn có được từ quặng mỏ của U Dương Hải Đường. Hơn nữa hắn còn lấy hết tất cả linh thạch trung phẩm và thượng phẩm ra, dù sao ở trong mắt đám người thành tán tu, chính mình là dê béo. Thay vì để cho bọn họ suy đoán, không bằng lấy ra đặt cược chính mình thắng. Dầm một tiếng, Dương Bách Xuyên lấy ra linh thạch xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ. Ngay lập tức giữa sân lặng ngắt như tờ. Trong mắt Từ Thất hiện lên sự tham lam, quản sự Hồng cũng bị chấn động. Chỉ có Diệp Vô Tâm đứng đằng xa cong cong miệng, dùng âm thanh chỉ có chính mình nghe thấy, lẩm bẩm, trò hay mở màn, quả nhiên, Dương Bách Xuyên không đơn giản. Sau đó quản sự Hồng bắt đầu cho người kiểm tra số lượng linh thạch Dương Bách Xuyên lấy ra, sau khi chuyển hóa trung phẩm và thượng phẩm, số lượng linh thạch được Dương Bách Xuyên lấy ra tương đương với 1.200.000 viên. Nhìn qua không nhiều lắm, nhưng nếu Dương Bách Xuyên thật sự thắng, như vậy phủ thành chủ thành tán tu phải bồi thường cho Dương Bách Xuyên gấp trăm lần, tương đương 120.000.000 linh thạch. Tính ra con số này, chính bản thân quản sự Hồng cũng mừng như điên, trong lòng nổi sóng. Tỉ mỉ nhìn lại, tu vi của Dương Bách Xuyên vẫn là kim đan sơ kỳ, căng chết cũng là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, lại nhìn kim đan hậu kỳ của Từ Thất, hai người kém nhau hai cảnh giới, thấy thế nào cũng là Dương Bách Xuyên thua. Lúc này quản sự Hồng đại biểu cho phủ thành chủ thành tán tu, đại biểu cho quy củ được vị địa thành chủ thần bí lập ra. Trước mắt bao người muốn đổi ý là không có khả năng, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể tiếp thu. Truyền âm hỏi Từ Thất, người có nắm chắc giết chết được Dương Bách Xuyên không? Quản sự Hồng yên tâm, trong vòng 3 chiêu ta sẽ lấy được đầu của Dương Bách Xuyên. Từ Thất truyền âm trả lời. Được, nhớ kỹ không thể thua, nếu không ngươi và ta sẽ bị đại thành chủ nghiền xương thành tro, chết không chỗ chôn. Hơn nữa còn có 2.000 linh thạch của Diệp Vô Tâm, nếu thua thành tán tu phải bồi thường 140.000.000 linh thạch, cho dù bán cả thành trì đi cũng không lấy ra được số linh thạch này. Giọng điệu của quản sự Hồng nặng nề, truyền âm cho Từ Thất. Từ Thất không nói chuyện, hắn ta hiểu rõ nặng nhẹ trong đó, ra một chút đường rẽ, chỉ sợ chết không chỗ chôn còn nhẹ. Ngay sau đó quản sự Hồng lớn tiếng tuyên bố, Dương Bách Xuyên đặt chính mình thắng, tương đương 1.200.000 viên linh thạch hạ phẩm, bồi suất 100 lần, Từ Thất và Dương Bách Xuyên đã ký giấy sinh tử, hiện tại bắt đầu, không màng sống chết. Dương Bách Xuyên nghe thấy quản sự Hồng tuyên bố, ý cười càng ngày càng tăng, nói thầm, ta sẽ làm thành tán tu các ngươi phá sản, ai bảo đám các ngươi dám tính kế ta, hừ. Ban đầu chỉ là một trận so đấu chém giết, bây giờ bởi vì có sự tham gia của Diệp Vô Tâm cộng thêm Dương Bách Xuyên tự đầu nhập toàn bộ tài sản của mình vào làm cho hiện trường nổ tung nồi. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là bồi suất của Dương Bách Xuyên quá lớn. Dương Bách Xuyên đặt cho chính mình 1.200.000 viên linh thạch, bồi suất gấp trăm lần. Tương đương 120.000.000 linh thạch. Lúc này mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ, không lẽ đầu óc của Dương Bách Xuyên đã bị úng nước? Biết rõ không có bất cứ phần thắng nào, chém giết với Từ Thất, Doàng sẽ bị Từ Thất giết chết.
nhưng đúng lúc này hắn lại đánh bạc toàn bộ tài sản trên người, khác gì tự đưa linh thạch cho quản sự Hồng. Mọi người tự hỏi, không lẽ trên đời này thật sự có loại người đầu óc ngốc đến mức toàn nước như vậy? Không hề nghi ngờ, sao có thể có? Cho dù đầu óc bị hỏng, biểu tình cử chỉ của Dương Bách Xuyên cũng không giống. Nếu vậy chỉ còn một khả năng khác, Dương Bách Xuyên có 10 phần tự tin với thực lực của bản thân, có thể chiến thắng Tử Thất. Vì vậy hắn dám ký xuống giấy sinh tử, dám đánh chém với Tử Thất, dám đánh bạc toàn bộ tài sản. Nhưng, thật sự có thể sao? Lúc này trong lòng mọi người ở hiện trường đã xảy ra biến hóa rất lớn. Từ góc độ của dân cờ bạc mà nói, phần lớn người mong Dương Bách Xuyên có thể thắng, sau đó bọn họ sẽ được chứng kiến bồi suất trăm vạn ra đời. Từ xưa đến nay chưa từng có, truyền ra ngoài sẽ trở thành một giai thoại, trong lịch sử thành tán tu thật sự chưa từng xuất hiện bồi suất hơn trăm vạn, đây là một canh bạc khổng lồ. Về phương diện khác, mọi người lại không muốn Dương Bách Xuyên thắng, vì bọn họ không đặt Dương Bách Xuyên, mà là đặt Tử Thất thắng. Nếu Dương Bách Xuyên thắng, bọn họ sẽ thua hết vốn ban đầu. Lúc này mặc kệ giữa sân có người dao động hay không đều đã chậm, theo tiếng hô của quản sự Hồng, trận chiến sinh tử giữa V và Tử Thất chính thức bắt đầu. Cũng sẽ không cho đặt linh thạch nữa. Chấm chấm chấm. Một trận đánh cuộc sinh tử xa hoa được mở màn. So với tính mạng người đấu, mọi người càng để ý bồi suất linh thạch hơn. Bồi suất trăm vạn đã kíp nổ toàn bộ thành tán tu, kinh động đến hai vị tử hữu phó thành chủ. Cũng làm cho rất nhiều lão quái vật ở thành tán tu chú ý, hoặc sáng hoặc tối lần lượt đi vào đài khiêu chiến quan sát. Cũng bởi vậy cái tên Dương Bách Xuyên tiến vào tầm mắt rất nhiều thế lực thành tán tu. Trên đài khiêu chiến, Tử Thất nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt lộ rõ sự hung ác. Thật ra trong lòng hắn ta cũng rất bồn chồn, lúc này Dương Bách Xuyên biểu hiện rất bình tĩnh, khác hoàn toàn lúc trước. Không thể không làm Tử Thất nghĩ đến, không lẽ Dương Bách Xuyên thật sự là cao thủ ẩn giấu tu vi. Nhưng Tử Thất ngưng thần nhìn, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy Dương Bách Xuyên là một tu sĩ nhỏ cảnh giới kim đan sơ kỳ. Ở trong mắt một kim đan hậu kỳ như hắn ta, tương đương với một con kiến trở tay có thể bóp chết. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu tử này vì sĩ diện mới đánh cuộc toàn bộ tài sản. Tử Thất nghĩ thầm trong lòng. Sau đó đột nhiên ra chiêu, trực tiếp đánh thẳng một chưởng lên trên mặt Dương Bách Xuyên, đây là thử, cũng là đòn công kích. Hắn ta có thể biết được Dương Bách Xuyên có bao nhiêu cân lượng chỉ với một đòn này. Uy lực một chưởng của người tu chân kim đan hậu kỳ không thể coi thường, nếu Dương Bách Xuyên sơ ý sẽ bị thương nặng. Khoảnh khắc một chưởng của Tử Thất lao đến. Dương Bách Xuyên nhíu mắt lại, không lựa chọn chống chọi với hắn ta. Vận động vận chuyển dưới chân, biến mất nhanh như tia chớp, trực tiếp biến mất tại chỗ. Tử Thất nhìn như thô cuồng thật ra cũng là hạng người có tâm tư kín đáo, từ lúc bắt đầu tròng mắt chưa từng rời khỏi trên người Dương Bách Xuyên. Lúc trước hắn ta từng hỏi qua tình huống của Hắc Xương, nghe thuộc hạ của Hắc Xương nói là thua dưới tốc độ của Dương Bách Xuyên, vì vậy hắn ta đã sớm lưu ý đến phương diện này. Sau khi Tử Thất nhìn thấy Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ, mặc dù biết tốc độ của Dương Bách Xuyên rất nhanh, nhưng trong lòng vẫn rất chấn động, tốc độ của Dương Bách Xuyên đã vượt qua tưởng tượng của hắn ta. Cũng may đã có chuẩn bị trước, sau khi Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ, Tử Thất lạnh lùng hừ một tiếng, mở ra lĩnh vực. Tử Thất không chút do dự mở ra lĩnh vực kim đan, bởi vì chỉ có lĩnh vực kim đan mới là an toàn nhất. Cho dù tốc độ của Dương Bách Xuyên rất nhanh, chỉ cần hắn ta mở ra lĩnh vực thì có thể biết được nơi Dương Bách Xuyên xuất hiện trong nháy mắt, sau đó phản kích. Khoảnh khắc Tử Thất mở ra lĩnh vực kim đan, phát hiện Dương Bách Xuyên ở phía sau hắn ta, cười lạnh, trong tay lóe lên ánh sáng, một thanh đao dài xuất hiện, không chút do dự bổ về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên định dựa vào ưu thế tốc độ đánh một đòn vào sau lưng Tử Thất, ai biết hắn vừa đánh một chưởng vào sau lưng Tử Thất lại nhanh như chớp bổ một đao tới. Dọa hắn giật mình, dưới chân chuyển động nhanh chóng lùi về phía sau. Hàn ý từ trên thân đao của Tử Thất đảo qua thân thể của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu không phải có thiểm điện bộ, hắn sẽ bị một đao vừa rồi đánh thương. Sau khi kéo ra khoảng cách với Tử Thất, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn chằm chằm Tử Thất, chậm rãi nói, thì ra là mở ra lĩnh vực, hừ, ta cũng có. Nói xong. Dương Bách Xuyên cũng mở ra lĩnh vực thập chuyển của chính mình.
Dương Bách Xuyên tin tưởng 10 phần khi ở trong lĩnh vực của mình, không ai có thể so được với sự hoàn mỹ của lĩnh vực thập chuyển của hắn. Một khi mở ra có thể bao trùm tất cả lĩnh vực, mặc dù lĩnh vực của Từ Thất cường đại, nhưng đứng trước lĩnh vực thập chuyển của hắn, còn chưa đủ xem. Sau khi Dương Bách Xuyên mở ra lĩnh vực kim đan lĩnh vực thập chuyển của mình, quả nhiên bao trùm lên lĩnh vực của Từ Thất. Hắn phát hiện mỗi một chuyển động của Từ Thất đều nằm dưới con mắt của hắn, ngay cả việc Từ Thất vận chuyển lực lượng cũng cảm nhận được rõ ràng. Điều làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy vui sướng là, hắn bao trùm lên lĩnh vực của Từ Thất nhưng hình như Từ Thất không phát hiện. Chỉ nghe Từ Thất nở nụ cười ác độc, tốc độ của tiểu tử nhà người không phải vô địch, ở trong lĩnh vực kim đan của Thất gia, người chỉ là cặn bã. Con mẹ nó, còn muốn mở lĩnh vực kim đan sơ kỳ, không lẽ không biết dưới uy áp của cấp bậc, lĩnh vực kim đan sơ kỳ nho nhỏ của ngươi sẽ không thả ra được hay sao? Ha ha, bây giờ trò chơi kết thúc, chết đi. Từ Thất cười nói xong, cầm đao lao đến chỗ Dương Bách Xuyên, sau khi hắn ta mở ra lĩnh vực kim đan, đã hoàn toàn bao phủ Dương Bách Xuyên ở trong đó. Mỗi một cử động của Dương Bách Xuyên đều nằm trong sự khống chế của hắn ta, bao gồm tốc độ của Dương Bách Xuyên, hắn ta đều cảm nhận được rõ ràng. Vì vậy Từ Thất cảm giác thần kinh của chính mình quá mức khẩn trương, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ kim đan sơ kỳ nho nhỏ, bây giờ không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng giết chết hắn là xong chuyện. Quản sự Hồng đã đồng ý sẽ cho hắn ta chiếm 3 phần tiền lãi, đây là một lượng tài sản vô cùng lớn. Dương Bách Xuyên nghe Từ Thất nói, ý cười trên miệng càng rõ ràng. Thật ra hắn rất muốn nói một câu, lĩnh vực của ta khôn chỉ đã được thi triển ra, hơn nữa còn bao trùm lên lĩnh vực kim đan của ngươi. Nhưng nghĩ lại có lẽ Từ Thất sẽ không tin tưởng, hơn nữa hắn cũng không định nói trước sẽ không có hiệu quả. Lúc này nhìn Từ Thất xông lên, Dương Bách Xuyên nhìn Từ Thất như một tên ngốc, đứng nguyên tại chỗ không thèm động, chờ Từ Thất xông đến, khóe miệng hơi cong, dùng âm thanh chỉ có hắn và Từ Thất nghe được, chậm rãi nói cũng là lúc nên kết thúc, trời đủ rồi, cảm ơn ngươi đã mang đến cho ta một lượng linh thạch khổng lồ, ha ha. Lúc này trong tầm mắt của những người bên ngoài, nhìn thấy Dương Bách Xuyên không chuyển động, tùy ý Từ Thất dũng mãnh lao đến. Gần như tất cả mọi người cho rằng Dương Bách Xuyên bị lĩnh vực của Từ Thất áp chế không cử động được. Một đám sôi nổi nghị luận, xong rồi, quả nhiên kim đan sơ kỳ không phải là đối thủ của kim đan hậu kỳ, Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Bị lĩnh vực kim đan hậu kỳ của Từ Thất áp chế, Dương Bách Xuyên không di chuyển được cũng không kỳ quái. 2. Đáng tiếc bồi suốt trăm vạn chết non. Dương Bách Xuyên cũng coi như chết có ý nghĩa, tin tưởng sau trận chiến này, cái tên Dương Bách Xuyên sẽ bị người trong thành tán tu nhớ kỹ, trong lịch sử thành tán tu đã từng xuất hiện một người có bồi suất hơn trăm vạn linh thạch. Diệp Vô Tâm nhìn thân thể không cử động của Dương Bách Xuyên trên đài khiêu chiến, hơn nữa bên tai nghe được âm thanh nghị luận, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nàng đã đánh bạc 2.000 linh thạch, đây không phải số lượng nhỏ, nói thầm trong lòng. Không lẽ ta đã nhìn lầm, Dương Bách Xuyên có tiếng nhưng không có miếng. Quản sự Hồng mỉm cười, dưới cái nhìn của ông ta, Dương Bách Xuyên bị lĩnh vực kim đan của Từ Thất áp chế gắt gao không động đậy được, bây giờ chỉ có thể chờ chết. Nghĩ đến Dương Bách Xuyên sắp bị Từ Thất giết chết, sau đó ông ta có thể có được lượng linh thạch phong phú, mặt già của quản sự Hồng nở rộ như hoa cúc. Nhìn thoáng qua khuôn mặt hơi nhăn lại của Diệp Vô Tâm, quản sự Hồng không nhịn được nói, Vô Tâm tiên tử. Cảm ơn về số linh thạch, ha ha ha. Quản sự Hồng, thắng thua chưa định, ông cười quá sớm rồi. Trong lòng Diệp Vô Tâm vô cùng khó chịu. Thắng thua còn chưa rõ sao? À, quản sự Hồng còn chưa nói xong, ngay sau đó cả người chấn động, mắt trừng to, đứng bật dậy hét thất thanh, sao có thể? Giữa sân ồ lên, một đám cũng không tin tưởng ánh mắt của chính mình, nhìn chằm chằm đài khiêu chiến. Nhìn thấy trên đài khiêu chiến, tình thế xoay ngược lại, Từ Thất chết. Từ Thất không giết chết được Dương Bách Xuyên. Ngược lại Dương Bách Xuyên vẻ mặt bình tĩnh, trong tay cầm thanh kiếm đẫm máu. Tại sao lại như vậy? Rất nhiều người còn chưa kịp lấy lại phản ứng, chỉ trong chớp mắt, rõ ràng Từ Thất lao đến chỗ Dương Bách Xuyên, thân thể của Dương Bách Xuyên không thể nhúc nhích. Chỉ trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên đã dùng kiếm chém Từ Thất thành hai nửa. Sao có thể? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Rất nhiều người đều không nhìn rõ. Tình huống xoay ngược đột ngột này làm cho rất nhiều người ở đây không thể tiếp thu.
chỉ có Dương Bách Xuyên biết Từ Thất bị một kiếm của hắn chém thành hai nửa như thế nào. Nhìn thi thể nằm trên mặt đất của Từ Thất, trong đầu của Dương Bách Xuyên hiện lên hình ảnh Từ Thất lao về phía mình một phút trước. Từ Thất cho rằng hắn ta dùng lĩnh vực kim đan thì có thể áp chế Dương Bách Xuyên không thể nhúc nhích, trong lòng rất đắc ý. Lúc bổ đao về phía Dương Bách Xuyên, ý cười trên khóe miệng còn rất tươi. Khoảnh khắc một đao của Từ Thất sắp dừng ở trên người mình, hắn đã điều động 10 loại lực lượng nguyên tố trong lĩnh vực thập chuyển của mình, mượn uy áp của thiên địa. Từ Thất chỉ có thể mượn một loại, lĩnh vực của hắn lại có thể mượn cả 10 loại nguyên tố thiên địa. Nhỏ giọng nói, lĩnh vực kim đan, mượn uy áp thiên địa, chấn áp. Dứt lời, ngay lập tức uy áp của 10 loại nguyên tố rời non lấp bể đè lên trên người Từ Thất. Một chút lực lượng lĩnh vực đáng thương của Từ Thất bị 10 loại lực lượng trong lĩnh vực của Dương Bách Xuyên chấn áp trong nháy mắt. Bẻ gãy nghiền nát hỏng mất, sau đó thân thể của Từ Thất bị tạm dừng, bị 10 loại lực lượng lĩnh vực của Dương Bách Xuyên đè lên trên người, thân thể của Từ Thất giống bị đinh cố định vậy. Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cầm kiếm bổ xuống, Từ Thất bị hắn chém thành hai nửa, chết ngay lập tức. Đến lúc chết Từ Thất vẫn trừng to mắt, chết không nhắm mắt, hắn đến chết còn không rõ, tại sao? Tại sao trên người Dương Bách Xuyên lại đột ngột xuất hiện loại khí thế cường đại làm hắn ta sợ hãi? Từ Thất biết là lực lượng lĩnh vực, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, lực lượng lĩnh vực của một người lại cường đại như vậy. Từ Thất chết không nhắm mắt. Hắn ta vĩnh viễn không biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Bách Xuyên đột ngột xoay ngược lại, giết chết Từ Thất. Mặc dù sư phụ đã dặn dò, tận lực không cần sử dụng lĩnh vực thập chuyển kim đan, tránh bị người có tâm nhìn ra được, bị người làm thành đỉnh lô. Nhưng tình huống này buộc hắn phải sử dụng tất cả 10 loại lực lượng cùng lúc để đối phó với Từ Thất. Tất nhiên cũng chỉ trong chớp mắt, nghĩ thầm trong lòng có lẽ không có ai nhìn ra được. Thu hồi kiếm đồ long, nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh đài, trên mặt mọi người đều hiện lên sự mê mang khiếp sợ. Trong lòng yên tâm, xem ra mọi người đều không phát hiện chính mình sử dụng lĩnh vực thập chuyển kim đan. Nhiều nhất ở trong mắt bọn họ chỉ nhìn đến hắn dùng kiếm chém Từ Thất thành hai nửa, không chú ý đến hắn thi triển lĩnh vực thập chuyển kim đan, nhiều nhất cũng chỉ suy đoán hắn dùng thủ đoạn gì để giết chết Từ Thất. Tất nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Lúc này, Từ Thất chết, hắn thắng, giấy sinh tử phân chia sống chết. Hắn sống. Bây giờ là lúc hắn đi tìm lão già quản sự Hồng chết tiệt để nói đạo lý, Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng. Sau đó chuyển ánh mắt về phía quản sự Hồng, khóe miệng mang theo ý cười, nói quản sự Hồng, có phải đã đến lúc ông nói chuyện rồi không? Một câu nói hai nghĩa. Đầu tiên là làm quản sự Hồng tuyên bố kết quả, thứ hai mới là trọng điểm, hắn đặt cược 1.200.000 linh thạch. Bồi suất 100 lần, tương đương 120 vạn. Nghĩ lại con số này cũng khiến Dương Bách Xuyên run rẩy trong lòng. Lúc này hơn ngàn người hội tụ giữa sân nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện, tất cả lặng ngắt như tờ. Còn quản sự Hồng vẫn đang chấn động, sắc mặt trắng bệch, cả người không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Nếu không phải bây giờ còn đứng rất nhiều người, ông ta sẽ giết chết Dương Bách Xuyên. Nhưng trên đời này không có nếu, trước mắt bao người. Quản sự Hồng không dám. Bây giờ quản sự Hồng đã hoàn toàn hỏng mất, ông ta không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Trong đầu chỉ có một câu, bồi suất 120 vạn linh thạch, không đúng, còn có 2.000 linh thạch của Diệp Vô Tâm, cộng lại phải bồi hơn 140 vạn linh thạch. Quản sự Hồng không biết phủ thành chủ thành tán tu có thể lấy ra được số lượng linh thạch với con số thiên văn này không, nhưng lại biết việc này chắc chắn sẽ kinh động ba vị thành chủ. Hơn 140 vạn linh thạch, quản sự Hồng không biết, nếu vị đại thành chủ kia biết liệu có thể đem chính mình đánh xuống 18 tầng địa ngục hay không. Ở phủ thành chủ nên ông ta biết một chút về quy tắc ngầm, nếu vượt qua hạn mức 30 vạn linh thạch, hai vị tả hữu phí thành chủ không làm chủ được, chắc chắn sẽ kinh động đến đại thành chủ. Nghĩ đến đại thành chủ, thần hồn của quản sự Hồng bắt đầu không xong. Làm sao bây giờ? Không lẽ thật sự muốn tuyên bố kết quả? Sau đó làm thành tán tu lấy ra hơn 100 vạn linh thạch cho Dương Bách Xuyên. Không nói đến việc thành tán tu có thể lấy ra được số lượng linh thạch khổng lồ đó không, cho dù có, đại thành chủ sẽ lấy ra sao? Đây chính là hơn 140 vạn. Nếu không lấy ra được số lượng linh thạch này,
quy củ được đinh ra từ xưa đến nay của thành tán tu sẽ bị phá vỡ, một khi quy củ bị phá vỡ, thành tán tu cũng xong đời. Lúc này sự dày vò trong nội tâm của thành tán tu thật sự có thể hiểu rõ được. Ông ta biết lần này ông ta đã trở thành tội nhân của thành tán tu. Đối mặt với câu hỏi của Dương Bách Xuyên, quản sự Hồng không dám mở miệng. Đột nhiên Diệp Vô Tâm mở miệng nói, quản sự Hồng, tuyên bố kết quả đi, bổn cô nương còn đang chờ lấy số lượng thuộc về ta, đặt 2.000 linh thạch, bồi suất 100 lần, tương đương 20 vạn linh thạch. Cảm ơn quản sự Hồng, ha ha. Nghe Diệp Vô Tâm nói chuyện, quản sự Hồng giống bị giải muối vào miệng vết thương, khóe miệng liên tục co rút. Lúc này quản sự Hồng cảm nhận được có 4-5 loại hơi thở cường đại bao vây lấy ông ta, trong lòng biết rõ là cao thủ của Thương hội Thiên Diệp. Giờ phút này quản sự Hồng đã dương cung bắn tên, việc đã đến nước này, không có đường lui. Cũng biết vị đại thành chủ thần bí rất chú trọng lời hứa, hôm nay đối mặt với hơn ngàn người, chỉ có thể tuyên bố kết quả. Quản sự Hồng hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm, chậm rãi mở miệng nói, Dương Bách Xuyên thắng, Từ Thất chết, Dương Bách Xuyên đạt được bồi suất 120 vạn, Diệp Vô Tâm 20 vạn. Sau khi tuyên bố kết quả, sức lực của quản sự Hồng đều bị rút cạn. Dương Bách Xuyên cười, Diệp Vô Tâm cũng cười. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên trực tiếp bước đến trước mặt quản sự Hồng, nói quản sự Hồng, dựa theo bồi suất, 120 vạn linh thạch, lấy ra đi. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm quản sự Hồng, rất lo lắng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một đống bồi suất khổng lồ như vậy, Dương Bách Xuyên không dám đảm bảo thành tán tu có trả hay không. Nhưng hắn phải nhìn chằm chằm quản sự Hồng. Số vốn hắn giao ra lúc trước có cả linh thạch trung phẩm và thượng phẩm. Có câu nói chó nóng nảy muốn nhảy tường, thật sự lo lắng đợi lát nữa quản sự Hồng sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, vì vậy cứ lấy tiền vốn về trước đã. Từ giờ trở đi, Dương Bách Xuyên chính là chủ nợ lớn nhất của thành tán tu. Còn quản sự Hồng, lúc này đã mềm nhũn người, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nói, số lượng quá lớn. Hồng mỗ phải thông báo đến thành chủ đại nhân, xin các vị chờ một lát. Nói xong muốn đi. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, nói, đứng lại, tìm người khác đi thông báo cho thành chủ, người ở lại, còn có giao ra chiếc nhẫn trong tay ngươi. Hiện tại ta là chủ nợ lớn nhất thành tán tu các ngươi, có quyền lực thu hồi phí tổn của chính mình, vấn đề bồi suất thì ta chờ. Dương Bách Xuyên tỏa định hơi thở lên trên người quản sự Hồng, muốn đòi lại chiếc nhẫn trên tay ông ta. Quản sự Hồng có tu vi kim đan hậu kỳ, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị trước trong lòng, nếu lão già này không giao ra chiếc nhẫn, hắn không ngại giết chết ông ta. Hơn nữa Dương Bách Xuyên tin tưởng Diệp Vô Tâm sẽ không mặc kệ. Đối mặt với sự cường thế của Dương Bách Xuyên, quản sự Hồng thật sự không dám ra vẻ, Dương Bách Xuyên có thể giết chết Từ Thất, cũng có thể giết chết ông ta. Thủ đoạn Dương Bách Xuyên dùng để giết chết Từ Thất vẫn còn là một điều bí ẩn. Không ai biết Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn gì, nhưng có một điều rất rõ ràng, Dương Bách Xuyên có thể giết chết kim đan hậu kỳ. Nhìn Dương Bách Xuyên duỗi tay muốn nhẫn chữ vật, trên mặt quản sự Hồng vừa trắng vừa xanh. Ông ta biết nếu dám nói một chữ không, Dương Bách Xuyên sẽ ra tay với ông ta. Hít một hơi thật sâu, đưa nhẫn chữ vật trong tay cho Dương Bách Xuyên, nói, số lượng đặt cược hôm nay đều ở trong đây, tổng cộng 12 vạn linh thạch. Dương Bách Xuyên cong môi. Cầm lấy nhẫn trả vật, quả nhiên bên trong có 12 vạn linh thạch, cả linh thạch của chính hắn cũng ở bên trong, sau đó trả lại 2.000 linh thạch cho Diệp Vô Tâm. Tiếp theo nói, xem như thu hồi được một phần, thành tán tu các ngươi còn thiếu ta 110 vạn linh thạch. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, liếc nhìn ánh mắt của gần ngàn người, trong lòng cả kinh. Hắn vừa lấy được 12 vạn linh thạch từ trong tay quản sự Hồng, có cả số lượng đặt cược của mọi người ở đây. Mặc dù những người này thua trận, nhưng nhìn thấy linh thạch của mình bị lấy đi, trong lòng chắc chắn không thoải mái. Trận mở quan trang hôm nay tương đương một mình Dương Bách Xuyên thắng, tất cả mọi người thua. Lòng người biến hóa vô cùng quỷ dị, Dương Bách Xuyên nhìn thấy rất nhiều người biến sắc mặt, biết sắp không xong, làm không tốt sẽ bị mọi người ghi hận. Đúng lúc này, Diệp Vô Tâm đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, Diệp công tử có thể tốn chút tiền làm mọi người đòi nợ giúp người. Còn có thể tránh bị người ghi hận, người nói xem. Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt, sau đó hiểu ra ý của Diệp Vô Tâm, vội vàng lớn tiếng mở miệng nói với tất cả mọi người ở đây một câu,
lại làm quản sự Hồng hoàn toàn ngất xỉu. Điều làm quản sự Hồng hộc máu là một câu nói của Dương Bách Xuyên đã buộc chặt lợi ích của mọi người lại. Chỉ nghe Dương Bách Xuyên chậm rãi mở miệng, nói các vị, không thể nghi ngờ hôm nay ta là người thắng, thắng được số lượng linh thạch khổng lồ, nhưng các vị lại lỗ tinh thạch. Nhưng không phải ta sai, nếu các ngươi đặt ta thì cũng đã có thể kiếm được số tiền khổng lồ như vậy. Đáng tiếc trên đời này không có nếu, nhưng hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, mong các vị nhớ kỹ lượng tinh thạch mình đặt, chờ phủ thành chủ trả đủ số tinh thạch ta thắng được, ta sẽ trả lại số linh thạch đã đặt cho các vị. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ồ lên. Người có tính đam mê đánh cược đã đặt toàn bộ tài sản của mình, từ thất bị Dương Bách Xuyên giết chết, làm cho bọn họ táng ra bại sản. Dương Bách Xuyên lại trở thành nhà giàu sở hữu trăm vạn linh thạch, nhân tính biến đổi, bọn họ ghen hận Dương Bách Xuyên. Nhưng ngay lập tức Dương Bách Xuyên nói muốn trả lại số linh thạch mà mọi người đã đặt. Nhiều linh thạch như vậy cộng lên cũng mười mấy vạn, Dương Bách Xuyên không thèm nháy mắt nói trả lại số linh thạch này cho bọn họ. Tất nhiên cũng có người thông minh, cũng hiểu được một chút. Dương Bách Xuyên đồng ý trả lại. Tiền đề là phủ thành chủ đưa trăm vạn linh thạch cho hắn, lúc đó hắn mới có thể trả lại cho bọn họ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Dương Bách Xuyên sợ phủ thành chủ quỵt nợ, muốn mượn lực lượng của mọi người. Điểm này không có gì đáng trách, rốt cuộc mọi người đều thua hết tài sản, mất mà tìm lại mới có thể cảm nhận được chân quý. Rất nhiều người cam tâm tình nguyện đứng sang bên cạnh Dương Bách Xuyên. Nếu là người khác ai sẽ hào phóng như vậy? Mười mấy vạn linh thạch. Tông môn bình thường cũng không có nhiều như vậy. Trong nháy mắt giữa sân nổ tung trào. Có người lên tiếng nói, lời này của Dương Đạo Hữu là thật. Đúng vậy, đừng lừa chúng ta. Cộng vào cũng lên đến mười mấy vạn. Người đừng lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử, Dương Đạo Hữu đã nói như vậy trước mắt bao người, nếu đã vậy chắc chắn sẽ trả lại cho chúng ta. Có người bắt đầu tâm bốc Dương Bách Xuyên. Đúng vậy. Dương Đạo Hữu trượng nghĩa. Đúng vậy, quản sự Hồng nhanh trả trăm vạn linh thạch cho Dương Đạo Hữu đi. Tài sản của ta ở cả trong đó. Đúng vậy, quản sự Hồng, nhanh lên đi. Cọ sát như vậy, không lẽ phủ thành chủ muốn quỵt nợ? Hắn dám, mở quan trang là quy định đại thành chủ thành tán tu tự mình đặt ra, một viên cũng không thể thiếu. Chính miệng đại thành chủ đã nói vậy, lão hủ cư trú ở thành tán tu hơn 300 năm. Còn chưa từng xuất hiện chuyện mở quan trang không muốn trả tiền. Hơn nữa Lê Nặc đại nhân có tiếng giữ lời hứa, nổi tiếng khắp các lãnh thổ quốc gia, quản sự Hồng dám phá hỏng quy củ chính là đánh vào mặt Lê Nặc đại nhân, cho hắn 10 lá gan hắn dám thử xem. Đúng vậy, lão phu cũng là người sống lâu năm ở thành tán tu, có chút hiểu biết về Lê Nặc đại nhân. Thành tán tu có thể có quy mô hôm nay, có thể trở thành một trong ba thành trì lớn nhất của Đại Sơn. Vì vậy quản sự Hồng, tốt nhất ngươi đừng ra vẻ, nếu không thành tán tu sẽ vì ngươi mà xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện, lão phu là người đầu tiên ở thành tán tu không tha cho ngươi. Nhanh bồi thường linh thạch cho Dương Đạo Hữu. Đúng vậy. Trong những người này có một ít là loại người đầu cơ trục lợi, lựa chọn đặt cả hai bên Dương Bách Xuyên và Từ Thất. Cho dù thua ở trên người Từ Thất nhưng cũng kiếm được số tiền lớn từ trên người Dương Bách Xuyên, đám người này càng ồn ào hung hãn. Dương Bách Xuyên im lặng nhìn những người này mặt đỏ tai hồng, vuốt mông ngựa, uy hiếp quản sự Hồng, rất có tư thế phủ thành chủ không bồi thường sẽ tạo phản. Hắn biết bồi thường linh thạch đã gần như không còn vấn đề, bởi vì những người này còn gấp hơn hắn. Mặc dù một đám đều đứng về bên hắn, giúp đỡ nói chuyện, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không cảm kích bọn họ, thậm chí rất chán ghét. Trong đầu nhớ đến một câu mỗi người một vẻ thường xuyên xuất hiện trong Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh. Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh hay gọi tắt là Kinh Kim Cương, là một trong các kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, vì xuất gia, Phật tử thường cầm tụng. Trong ngôn ngữ Phật giáo có vân, gọi là một trong bốn khía cạnh của ta và người, Kinh Kim Cương có vân, nếu Bồ Tát có ta, người, chúng sinh và trường thọ, đó không phải Bồ Tát. Điều phiền não thứ sáu cũng là ta, mỗi người một vẻ cũng là ta. Kể từ bây giờ, những tín đồ của mười phương sẽ được mở ra. Đề cập đến biểu hiện và diện mạo của chúng sinh trên thế gian. Trước kia thờ ơ, nhưng lúc này nhìn một đám người mạnh mẽ hung ác bức bách quản sự Hồng, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến, có lẽ đây là một người một vẻ. Mỗi người một vẻ, mọi người trăm thái, hợp lại vì lợi ích.
những người này có thể đứng chung một chiến tuyến vì lợi ích cá nhân, có thể nói chuyện vì hắn, đồng dạng, cũng có thể vì lợi ích là diệt hắn. Nếu hôm nay không có chủ ý này của Diệp Vô Tâm, làm hắn từ bỏ một phần lợi ích, buộc chặt những người này lại, có lẽ sự hận thù lần này sẽ bắn ngược về phía mình. Lòng người. Dương Bách Xuyên suy nghĩ thấu đáo, lúc này trong lòng xuất hiện một tia kỳ ảo, suy nghĩ cẩn thận, thật ra trên đời này lòng người mới là sự tồn tại khủng bố đáng sợ nhất. Đột nhiên đan điền kim đan của Dương Bách Xuyên hơi run rẩy, chấn động, đột phá trạm kiểm soát kim đan sơ kỳ đỉnh phong, đạt đến kim đan trung kỳ. Tất nhiên chỉ là cảnh giới không phải tu vi, nhưng cũng gần giống. Lúc sau chỉ cần có chân khí cường đại chống đỡ, hắn có thể đột phá tu vi kim đan trung kỳ bất cứ lúc nào. Có thể đột phá vào lúc này là do hắn hiểu được lòng người, hiểu rõ nhân sinh trăm thái mỗi người một vẻ. Mặc dù đột phá cảnh giới nhưng Dương Bách Xuyên lại không buồn không vui, bởi vì lúc này hắn dùng thị giác thượng đế thấy được mỗi người một vẻ, thấy được một mặt khác của lòng người, lúc này nội tâm vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên nghe thấy quản sự Hồng run giọng nói, các vị, tạm thời đừng nóng nảy, Hồng Mỗ đã cho người đi mời hai vị tả hữu phó thành chủ đến, xin mọi người yên tâm, phủ thành chủ sẽ không thiếu Dương Bách Xuyên một viên linh thạch, không ai trong phủ thành chủ dám phá hư quy củ đại thành chủ đặt ra, cũng không dám. Sau khi quản sự Hồng nói xong, hoàn toàn mềm nhũn trên ghế dựa. Hắn biết sau hôm nay, vận mệnh của quản sự Hồng đã đến cuối. Biết trước như vậy không nên có lòng tham, tham ích lợi, tính kế Dương Bách Xuyên với Tử Thất, mở một lần quan trang. Bây giờ thật sự thua hết tất cả, bao gồm mạng già. Quản sự Hồng lẩm bẩm, mặt xám như cho tàn. Hiện trường rơi vào trầm mặc, mọi người đều đang đợi, đợi hai vị tả hữu phó thành chủ đến. Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua Diệp Vô Tâm yêu mị quyến rũ, trong lòng có chút kiêng kỵ. Hắn âm thầm cảnh báo chính mình, về sau ít chọc đến nữ nhân xinh đẹp ở tu chân giới. Diệp Vô Tâm nhìn mặt ngây thơ, thậm chí có chút ăn chơi trác táng bị chiều hư từ nhỏ, thực tế nữ nhân này có thể nhìn thấu tất cả trong thời gian ngắn. Có thể giúp hắn đưa ra ý định như vậy, thực sự tâm tư của nàng cũng không thiên chân như diện mạo bên ngoài. Dương Bách Xuyên hạ quyết tâm, chờ giải quyết xong mọi người nên giữ khoảng cách với Diệp Vô Tâm, không biết chừng ngày nào đó bị bán còn đếm tiền thay người ta. Đứng giữa sân tầm 10 phút, hai thân ảnh lần lượt đến từ Nam Bắc xuất hiện ở hiện trường. Khóe miệng của Diệp Vô Tâm hơi cong lên, nhỏ giọng nói, Dương Tiểu Ca, đợi lát nữa ngươi phải đứng vững trước áp lực. Hai vị này chính là hai phó thành chủ thành tán tu, đến từ phía Nam là Tả thành chủ, phía Bắc là Hữu thành chủ. Hai vị này trấn giữ một nam một bắc thành tán tu, hơn nữa mặt và tâm bất hòa. Tả thành chủ tên là Lý Gia Diệu, làm người điệu thấp, nhưng tu vi thực lực lại không tầm thường. Nghe đồn mấy trăm năm trước từng khiêu chiến đại thành chủ thần bí, sau đó thua, trở thành tả thành chủ thành tán tu. Trăm năm trước tu vi của Lý Gia Diệu là kim đan đại viên mãn, không biết tu vi bây giờ là gì. Hữu thành chủ là Cao Thịnh Thiên, tu vi cũng là kim đan đại viên mãn. 50 năm trước từng khiêu chiến Hữu thành chủ đời trước sau đó giành chiến thắng, trở thành Hữu thành chủ thành tán tu. Cao Thịnh Thiên vẫn luôn muốn khiêu chiến tả thành chủ Lý Gia Diệu, nhưng nghe đồn không nắm chắc, còn đang đợi cơ hội, ngầm có lời đồn Cao Thịnh Thiên muốn tăng lên tu vi sau đó khiêu chiến tả thành chủ, thậm chí là đại thanh chủ, trở thành chủ nhân chân chính của thành tán tu. Khác với sự điệu thấp của tả thành chủ Lý Gia Diệu, Hữu thành chủ Cao Thịnh Thiên làm việc vô cùng rêu rao. Thậm chí đang âm thầm bồi dưỡng thế lực, muốn hư cấu tả thành chủ, độc tài quyền to. Dù sao đại thành chủ thần bí bế quan hàng năm, mọi chuyện trong thành tán tu đều do hai vị phó thành chủ xử lý. Vì vậy Cao Thịnh Thiên làm người bá đạo cường thế, người nhất định phải đứng vững khiêng được áp lực, nếu không trăm vạn linh thạch thắng được không những không có, làm không tốt sẽ bị Cao Thịnh Thiên trả đũa. Đúng rồi, theo ta được biết, người đánh chết Tử Thất. Hắc Vân Bang sau lưng hắn chính là thế lực trong tay Cao Thịnh Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút, ha ha. Sau khi Diệp Vô Tâm nói xong, cười vô tâm không phổi, vui sướng khi người gặp họa. Khóe miệng của Dương Bách Xuyên hơi co giật, đặt lời nói của Diệp Vô Tâm vào trong lòng, dù sao việc đã đến nước này, hắn rất muốn nhìn hai vị tả hữu thành chủ sẽ làm gì. Tả thành chủ Lý Gia Diệu trong miệng Diệp Vô Tâm có diện mạo một thanh niên, một thân y phục màu trắng. Nhìn qua có tiên phong đạo cốt. Cao Thịnh Thiên có bộ dáng trung niên mập mạp, quần áo vô cùng đẹp đẽ quý giá,
toàn thân tỏa ánh vàng rực rỡ, cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác nhà giàu mới nổi. Sau khi hai phó thành chủ tới, sàn thách đấu vốn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Tả thành chủ Lý Gia Diệu giữ vẻ bình tĩnh không buồn không vui, vẻ mặt vô cảm. Hữu thành chủ Cao Thịnh Thiên thì mặt đen như đít nồi, sau khi đáp xuống đất lập tức nhìn quản sự Hồng. Quản sự Hồng thấy tả thành chủ và hữu thành chủ tới, hai chân bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng vẫn phải đối mặt. Ông ta vội vàng đứng dậy, run rẩy hành lễ với tả hữu thành chủ, thuộc hạ cung nghênh thành chủ. Hồng Vũ Nghĩa, ngươi làm được chuyện tốt nhỉ? Cao Thịnh Thiên vừa mở miệng đã trách cứ. Khi thuộc hạ cho người đến báo cáo, Cao Thịnh Thiên nghe xong suýt tức chết. Nhưng ông ta biết xưa nay mở quan trang trên đài sinh tử đều có quy tắc, còn là quy tắc do đại thành chủ quyết định. Nhìn từ góc độ bên ngoài thì quản sự Hồng Vũ Nghĩa không làm sai, nhưng Cao Thịnh Thiên trước giờ luôn dính dáng tới thu nhập đen lại biết quản sự Hồng tham tiền, chỉ có điều ông ta không ngờ cuối cùng có một ngày mình bị một tu sĩ kim đan sơ kỳ nhỏ bé mổ mù mắt. Cao Thịnh Thiên là phó thành chủ, đương nhiên sẽ suy tính nhiều hơn, trước khi đến đây ông ta đã tìm hiểu về Dương Bách Xuyên. Ông ta biết Dương Bách Xuyên đến thành tán tu từ 3 ngày trước, còn xảy ra xung đột với con nuôi của bang chủ bang Hắc Vân. Hôm nay Từ Thất gây sự với Dương Bách Xuyên, lại thêm Hồng Vũ Nghĩa mở quan trang, Cao Thịnh Thiên không cần hỏi cũng biết ẩn tình trong đó, đơn giản là vì để mắt đến tài sản của Dương Bách Xuyên mà thôi. Của cải dụ người, tiền tài che mờ mắt, cho nên mới có cục diện hiện tại. Sau khi biết Dương Bách Xuyên một kiếm chém chết Từ Thất, Cao Thịnh Thiên ngầm hiểu Dương Bách Xuyên không phải tu sĩ kim đan sơ kỳ đơn giản, do đó ông ta đã cho thuộc hạ điều tra kỹ càng. Sau đó ông ta nổi trận lôi đình, mắng Hồng Vũ Nghĩa ngu xuẩn. Kết quả điều tra nằm ngoài dự đoán của Cao Thịnh Thiên. Thương hội Thiên Diệp có tình báo, đương nhiên thành tán tu cũng có. Kết quả điều tra cho thấy mấy ngày trước thành chủ thành Chiêu Giao U Dương Hải Đường và M Dương Tông hạ lệnh truy nã Dương Bách Xuyên, đủ loại sự tích liên quan đến Dương Bách Xuyên và thành Chiêu Giao xuất hiện. Trong thông tin U Dương Hải Đường truy sát Dương Bách Xuyên có nói Dương Bách Xuyên lấy trộm đá căn nguyên của thành Chiêu Giao, ngoài ra còn cấu kết với Vượn Trắng yêu tộc. Nhân tộc và yêu tộc như nước với lửa, nếu Dương Bách Xuyên cấu kết với yêu tộc thì đây là chuyện lớn. Sau khi biết những tin tức này, Cao Thịnh Thiên đã có ý tưởng, lập tức tới sàn thách đấu. Về phần Dương Bách Xuyên thắng 100 vạn linh thạch, Cao Thịnh Thiên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đưa cho hắn một khoản lớn như vậy. Đối với thành tán tu mà nói, đây là một con số khổng lồ. Cho dù có thì Cao Thịnh Thiên cũng không bỏ ra. Nhưng ông ta cũng biết một câu nói của Dương Bách Xuyên đã cột chung lợi ích của mọi người với hắn, nếu phủ thành chủ không bỏ ra khoản linh thạch này thì sẽ trở thành sự kiện mang tính tập thể. Cao Thịnh Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, đó là lợi dụng nhân nghĩa của nhân tộc để quyệt nợ. U Dương Hải Đường thành Chiêu Giao và M Dương Tông đã phát lệnh truy nã Dương Bách Xuyên, trong tin tức nói Dương Bách Xuyên cấu kết với yêu tộc, nếu lợi dụng điểm này để lên án thì có đủ lý do rồi. Thu nhập của phủ thành chủ do Cao Thịnh Thiên quản lý, thành vệ do tả thành chủ Lý Gia Diệu quản lý. Trong hai người, một người quản lý thế lực thành tán tu, một người quản lý tài vụ, mỗi người một chức vụ riêng. Đây là quyết định của đại thành chủ. Cao Thịnh Thiên cho rằng tài vụ mới là gốc rễ, bảo hắn bỏ ra 100 vạn linh thạch trả cho Dương Bách Xuyên thì đừng hòng. Sau khi tới hiện trường, Cao Thịnh Thiên mặt nặng mày nhẹ với quản sự Hồng. Quản sự Hồng cũng biết tội, không dám ho he gì, ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe sắp xếp. Sau đó, quản sự Hồng nghe thấy lời nói của hữu thành chủ Cao Thịnh Thiên, lập tức mừng rơn. Dương Bách Xuyên híp mắt lại, chỉ thấy Cao Thịnh Thiên trịch thượng nhìn mình. Đồng thời trầm giọng hỏi, ngươi là Dương Bách Xuyên phải không? Nếu ở đây không có ai khác tên là Dương Bách Xuyên, thì có lẽ chính là ta. Ánh mắt trịch thượng của Cao Thịnh Thiên khiến Dương Bách Xuyên rất khó chịu. Hắn có thể cảm nhận được hữu thành chủ Cao Thịnh Thiên của thành tán tu có thái độ thù địch với mình. Nhanh mồm nhanh miệng đấy, tiếc là ở đây không có ai khác, ngươi là Dương Bách Xuyên thì dễ xử lý. Cao Thịnh Thiên nhếch môi cười gằn. Ông ta dừng lại giây lát. Nhìn xung quanh rồi nói to, có lẽ các vị vẫn chưa biết tên Dương Bách Xuyên này là tội phạm bị M Dương Tông phát lệnh truy nã, cũng là đối tượng U Dương Hải Đường ra lệnh treo thưởng linh thạch bắt người. Nghe nói tên này ăn cắp một viên đá căn nguyên chí bảo của thành Chiêu Giao, ngoài ra hắn còn cấu kết với yêu tộc, đúng là cặn bã của nhân tộc.
Mặc dù thành tán tu chúng ta thu nhận tu sĩ khắp thiên hạ, không hỏi xuất thân, nhưng không thể tiếp nhận một mầm họa cấu kết với yêu tộc. Hàng năm ở địa hạt đại hoang, thú triều giết chết biết bao con dân nhân tộc chúng ta, ai ai cũng biết. Dương Bách Xuyên cấu kết với yêu tộc, bản thành chủ quyết định đuổi hắn ra khỏi thành tán tu chúng ta không thu nhận phần tử cặn bã của nhân tộc. Cao Thịnh Thiên nói rất hùng hồn, sau đó vung tay nói với một tên thuộc hạ bên cạnh, người đâu, dán cáo thị truy nã treo thưởng của M. Dương Tông và Thành Chiêu Giao lên cho mọi người xem. Sau đó, tên thuộc hạ bên cạnh Cao Thịnh Thiên lấy ra một miếng ngọc phù rồi kích hoạt nó, tức khắc có chữ xuất hiện, cáo thị của M. Dương Tông và Thành Chiêu Giao xuất hiện trong không khí. Quả nhiên Dương Bách Xuyên bị truy nã đúng như Cao Thịnh Thiên nói. Trong sân lập tức xôn xao. Một số người khen Dương Bách Xuyên lúc trước bắt đầu đổi phe, quay ra mắng hắn. Giết kẻ cặn bã cấu kết với yêu tộc. Giết Dương Bách Xuyên. Đuổi khỏi thành tán tu. Dương Bách Xuyên vô cùng thản nhiên. Hắn cười gằn, sau đó dùng chân khí nói chuyện, giọng nói vang vọng khắp sân, mưu kế của thành chủ Cao rất hay. Người nói hồi lâu mà không nhắc tới chuyện mở quan trang đặt cược linh thạch lấy một chữ. Quạt gió thổi lửa nói lảng sang chuyện khác chẳng phải là vì không muốn bồi thường linh thạch sao. Thành tán tu muốn chối cãi, muốn làm vô lại thì cứ nói sớm, cần gì phải dối trá như thế. Diệp Vô Tâm cũng lên tiếng, đúng vậy, bây giờ đang nói đến chuyện phủ thành chủ mở quan trang bồi thường, phó thành chủ Cao nói Dương Bách Xuyên bị M. Dương Tông và Thành Chiêu Giao phát lệnh truy nã, chuyện này đâu liên quan gì đến việc phủ thành chủ các ngươi mở quan trang bồi thường linh thạch đúng không? Mọi người đang chờ phủ thành chủ bồi thường linh thạch đấy. Lúc đặt cược, chúng ta đều trả linh thạch hàng thật giá thật. Nếu chúng ta thua cược, phủ thành chủ các ngươi thắng cược, liệu các ngươi có trả lại linh thạch cho chúng ta không? Bây giờ Dương Bách Xuyên thắng rồi, còn đồng ý trả lại đủ linh thạch cho mọi người. Thế nhưng phó thành chủ ngươi gán cho Dương Bách Xuyên cái tội cấu kết với yêu tộc, muốn đuổi hắn ra khỏi thành tán tu, như vậy thì không cần bồi thường trăm vạn linh thạch nữa. Phải nói là phó thành chủ Cao tính toán rất hay. Diệp Vô Tâm không phải đèn cạn dầu. Nàng là người của Thương hội Thiên Diệp, còn là con gái của Diệp Vô Đạo hội trưởng Thương hội Thiên Diệp chi nhánh thành tán tu, vì vậy nàng không sợ Cao Thịnh Thiên. Diệp Vô Tâm nhìn ra âm mưu của Cao Thịnh Thiên, bèn nói toạc ra. Sắc mặt Cao Thịnh Thiên đen như đít nồi, trong mắt lóe lên sát ý. Sau khi nhìn thấy người nói chuyện là Diệp Vô Tâm, ông ta lập tức nén giận. Quả thật ông ta không thể chọc vào Diệp Vô Tâm. Rất nhiều người có mặt ở đây đều nghe thấy lời nói của Diệp Vô Tâm, tức thì có người bắt đầu ồn ào, tuy nhiên đối tượng nhắm tới lần này là Cao Thịnh Thiên. Đúng thế, cho dù Dương Bách Xuyên cấu kết với yêu tộc cũng chẳng liên quan đến việc bồi thường linh thạch. Cao thành chủ vẫn nên lấy linh thạch ra thì hơn. Đúng vậy, ta còn đặt cược 10 viên linh thạch cho Dương Bách Xuyên đấy, chiếu theo tỷ lệ đặt cược thì ta được 1.000 linh thạch. Nói nhiều vô ích, lấy linh thạch ra đây. Chấm chấm chấm. Cao Thịnh Thiên bị Diệp Vô Tâm chọc tức gần chết. Khó khăn lắm ông ta mới rời thù hận và sự chú ý sang Dương Bách Xuyên, vậy mà lại bị Diệp Vô Tâm hóa giải. Bây giờ mọi người lại nhắc đến việc trả linh thạch, hơn nữa bầu không khí càng lúc càng sôi nổi, lợi ích vĩnh viễn xếp thứ nhất. Cao Thịnh Thiên híp mắt lại, trong lòng nổi sát ý. Hiện tại chỉ có một con đường để đi, đó là giết Dương Bách Xuyên. Chỉ khi Dương Bách Xuyên chết, phủ thành chủ mới không cần bỏ ra khoản linh thạch này. Điểm bất lợi duy nhất là sẽ có một số kẻ phá rối, đến lúc đó cứ giết mấy tên để răn đe là được. Trăm vạn linh thạch là con số khổng lồ, đến mức Cao Thịnh Thiên không tiếc phá vỡ quy định không được giết người trong thành tán tu. Dương Bách Xuyên vẫn luôn quan sát Cao Thịnh Thiên. Sau khi Diệp Vô Tâm nói xong, hắn cảm nhận được sát ý trên người Cao Thịnh Thiên. Dương Bách Xuyên giật mình. Lập tức đoán ra Cao Thịnh Thiên định làm gì. Hắn không ngờ Cao Thịnh Thiên lại bất chấp quy định của thành tán tu, đúng là vô liêm sỉ. Dương Bách Xuyên lập tức mặc giáp nhật nguyệt càn khôn, mở chế độ phòng ngự cao nhất. Hắn không dám coi thường khi đối đầu với người tu chân kim đan đại viên mãn. Quả nhiên khi Dương Bách Xuyên cảm thấy nguy hiểm liền kích hoạt giáp nhật nguyệt càn khôn, Cao Thịnh Thiên hóa thành một bóng mờ xông về phía hắn. Không được. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Dương Bách Xuyên liếc thấy bóng người đang bay đến là tả thành chủ Lý Gia Diệu. Lý Gia Diệu không ngờ Cao Thịnh Thiên lại không đếm xỉa đến thân phận phó thành chủ của mình, ra tay sát hại Dương Bách Xuyên. Trong mắt Lý Gia Diệu,
đây là hành vi cực kỳ bất kính với Đại Thành Chủ. Bởi vì hắn hiểu rõ Đại Thành Chủ, biết rõ thành tán tu có được quy mô như ngày nay là nhờ Thành Chủ nói lời giữ lời, làm tấm gương tốt tuân thủ quy tắc. Nếu như hôm nay Cao Thịnh Thiên giết Dương Bách Xuyên thì sẽ phá hủy nền móng mấy trăm năm của thành tán tu, vì vậy Lý Gia Diệu tuyệt đối không cho phép ông ta động vào Dương Bách Xuyên, ít nhất là không được ra tay trong thành tán tu. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng đối với Cao Thịnh Thiên, không ngờ Tả Thành Chủ Lý Gia Diệu ra tay chắn trước mặt hắn, đánh nhau với Cao Thịnh Thiên. Ầm đùng. Theo cách nói của Diệp Vô Tâm, cả hai người đều là kim đan đại viên mãn, nhưng Dương Bách Xuyên thật sự không nhìn ra. Hắn cũng biết có chút cao thủ, nếu ẩn giấu hơi thở của bản thân, hoặc dùng bí thuật độc đáo che giấu tu vi, nếu tu vi không đến cảnh giới nhất định sẽ không nhìn ra được. Nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở của hai người. Theo lời nói của Diệp Vô Tâm, Tả Thành Chủ Lý Gia Diệu là cao thủ kim đan đại viên mãn từ trăm năm trước, cũng không biết bây giờ đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh hay chưa. 50 năm trước, Cao Thịnh Thiên cũng là người khiêu chiến thay thế Hữu Thành Chủ thế hệ trước, cũng không phải hạng người đơn giản. Trong lời đồn hai người đều là tu vi kim đan kỳ đại viên mãn, có lẽ lực lượng ngang nhau. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được, hình như hơi thở của Tả Thành Chủ Lý Gia Diệu cao hơn Cao Thịnh Thiên một bậc. Hai người cùng tung ra một trường, va chạm sau đó tách ra. Sắc mặt của Cao Thịnh Thiên trầm như nước, nhìn Lý Gia Diệu nói, Lý Gia Diệu, tại sao lại cản trở ta? Tia lửa trong mắt ông ta bắn ra bốn phía, giống như muốn nói cho Lý Gia Diệu, ông ta chỉ muốn tốt cho thành tán tu. Lý Gia Diệu lại hừ lạnh, nói Cao Thịnh Thiên. Ta thấy ngươi đã quên mất lịch sử thành tán tu, hay đã quên mất Đại Thành Chủ. Ngươi không biết ngươi đang tự hủy đi thành tán tu. Cái rắm, giết một tên Dương Bách Xuyên nho nhỏ mà thôi, lại có thể giải quyết trăm vạn linh thạch của thành tán tu. Không lẽ Lý Gia Diệu ngươi có thể lấy ra mức trăm vạn linh thạch bồi thường cho tiểu tử Dương Bách Xuyên này? Cao Thịnh Thiên chửi ầm lên. Lý Gia Diệu nheo mắt lại nói, Lý Mỗ có lấy ra được linh thạch hay không không nhọc ngươi quan tâm. Nhưng Lý Mỗ biết rõ một điều, lời nói của Đại Thành Chủ như một gói vàng, rất giữ quy củ. Nếu hôm nay người giết chết Dương Bách Xuyên, không khác gì bôi đen Đại Thành Chủ. Dám chó, ta làm như vậy vì suy xét cho thành tán tu. Lão tiểu tử nhà ngươi tránh ra cho ta. Cao Thịnh Thiên chửi ầm lên. Lý Gia Diệu híp mắt nói, nếu ta không cho. Ha ha, không cho cũng vừa lúc, ta đã muốn khiêu chiến ngươi từ lâu. Nếu vậy hôm nay thu thập Tả Thành Chủ nhà ngươi rồi nói tiếp. Cao Thịnh Thiên lạnh lùng nói. Cao Thịnh Thiên, ta không thể không nhắc nhở ngươi, lúc này việc chúng ta phải làm không phải đánh nhau mà phải giải quyết vấn đề trước mắt. Nếu không đã thẹn với sự tín nhiệm của Đại Thành Chủ. Lý Gia Diệu lo lắng việc này sẽ tạo thành mặt trái, ảnh hưởng đến thành tán tu. Ha ha ha, Cao Thịnh Thiên cười ầm lên. Ngay sau đó tiếng cười dừng lại. Dùng ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Lý Gia Diệu, nói, Đại Thành Chủ. Hừ, họ Lý, đến lúc này còn dùng Đại Thành Chủ để áp chế ta. Được, hôm nay hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, ta giết chết Lý Gia Diệu nhà ngươi, ngồi xuống vị trí Thành Chủ thành tán tu. Đừng cho là ta không biết tình huống hiện tại của Đại Thành Chủ, sợ là sắp hồn phi phách tán đúng không? Từ lần gặp mặt bà ta 50 năm trước, bà ta chưa từng xuất hiện. Giao lực lượng bảo vệ thành tán tu cho ngươi, lại quăng một đám chuyện rối loạn cho ta. Nhưng cũng tốt, mỗi năm thu được số tiền lớn, làm ta có lực lượng của riêng mình. Một thân bệnh kín của Đại Thành Chủ, ha ha, 50 năm không ra mặt. 89 phần 10 đã tạo hóa từ lâu, hôm nay ngươi còn dùng để ép ta. Thật sự coi Cao Thịnh Thiên này là tên ngốc. Tại sao ngươi biết Đại Thành Chủ có bệnh kín trong người? Sắc mặt của Lý Gia Diệu thay đổi. 50 năm trước Đại Thành Chủ từng đi ra ngoài một lần, sau khi trở về bị trọng thương. Đại Thành Chủ trọng thương, toàn bộ thành tán tu chỉ có mình hắn biết, không nghĩ đến Cao Thịnh Thiên lại nói toạc ra. Tại sao ta biết không việc gì phải nói cho ngươi, dù sao hôm nay hoặc ngươi thần phục ta, giết tiểu tử Dương Bách Xuyên kia, hoặc ta giết ngươi. Cao Thịnh Thiên nheo mắt lại, nói. Lý Gia Diệu bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Cao Thịnh Thiên, đúng như những gì Cao Thịnh Thiên nói. Lúc đó Đại Thành Chủ bị thương vô cùng nghiêm trọng, bế quan từ 50 năm trước, nếu 10 năm sau bà ấy còn chưa xuất quan, nghĩa là lành ít dữ nhiều. Lý Gia Diệu đã từng hứa hẹn với Đại Thành Chủ, chắc chắn sẽ bảo vệ thành tán tu,
cho dù đại thành chủ còn sống hay không, hắn đều sẽ bảo vệ thành tán tu. Cao Thịnh Thiên dã tâm bừng bừng, mấy năm nay Lý Gia Diệu mắt nhắm mắt mở vì không muốn thành tán tu loạn. Trong tay nắm giữ 800 thành vệ, đây đều là lực lượng cường đại của thành tán tu, chỉ cần có thành vệ ở, thành tán tu không loạn được. Hít một hơi sâu, nhìn Cao Thịnh Thiên, Lý Gia Diệu lạnh lùng nói, ngươi cho rằng một mình Cao Thịnh Thiên ngươi có thể lật trời. Sau khi nói xong, Lý Gia Diệu lật tay, trên tay xuất hiện một ngọc phù màu tím, thúc dục chân khí, ánh sáng tím tỏa sáng, sau đó ném lên giữa không trung. Mở cấm chế. Đây là linh phù cấm chế đại thành chủ tự mình truyền cho hắn, chỉ cần thúc dục có thể mở ra đại trận cấm chế của thành tán tu, bao phủ toàn bộ thành, để phòng ngừa có người phá hư thành tán tu. Trong nháy mắt, trên không trung thành tán tu xuất hiện một hào quang tím nhạt, cấm chế khởi động. Ngay sau đó Lý Gia Diệu hét to, thành vệ đâu? Một tiếng thành vệ đâu vang vọng toàn bộ thành tán tu. Ngay sau đó từng đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ về thành tán tu. 800 thành vệ thành tán tu, tu vi thấp nhất cũng là kim đan sơ kỳ, thậm chí người xuất sắc trong đó tu vi đã là kim đan đại viên mãn. Những người này đều trung thành với đại thành chủ, mà đại thành chủ đã giao chức quyền điều động thành vệ cho Lý Gia Diệu. Mấy trăm đạo ánh sáng hội tụ trên quảng trường đài khiêu chiến, rất nhiều người ở đây vội vàng tránh đi. Vốn dĩ chỉ là một trận mở quan trang giấy sinh tử mà thôi, không ai nghĩ đến sẽ biến thành trận nội chiến tranh đoạt quyền của tả hữu phó thành chủ. Lúc này 800 thành vệ xuất hiện, mang theo sát khí cường đại, đám người sợ hãi lui về phía sau, nhanh chóng tán ra, sợ bị lan đến. Chỉ có Dương Bách Xuyên, người dẫn phát tất cả mọi chuyện là không động. Tất nhiên còn có một Diệp Vô Tâm bối cảnh thâm sâu, ý cười trên mặt nàng càng ngày càng tăng, e sợ thiên hạ không loạn. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ đến chỉ đòi nợ mà thôi, bây giờ lại biến thành cuộc nội chiến của hai phó thành chủ, hắn rất vô tội. Nhưng giống như lời của Diệp Vô Tâm, hai phó thành chủ thành tán tu không hợp nhau. Cao Thịnh Thiên dã tâm bừng bừng, Lý Gia Diệu lại giữ gìn quy củ thành tán tu. Hoặc nói cách khác giữ gìn đại thành chủ thần bí. Nhưng theo lời của Cao Thịnh Thiên, đại thành chủ thần bí của thành tán tu đã bị trọng thương 50 năm trước, sợ rằng bây giờ đã tạo hóa, vì vậy Cao Thịnh Thiên không sợ hãi, bắt đầu làm càn. Nhìn qua tình huống hiện tại, Cao Thịnh Thiên không có chút phần thắng nào. Trong tay Lý Gia Duệ có 800 thành vệ thành tán tu, dưới một tiếng thét dài, 800 thành vệ đi theo tiếng thét đến đây, 800 luồng hơi thở hội tụ lại. Thật sự không phải chuyện đùa. Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong số thành vệ kia có mười mấy hơi thở đạt đến kim đan đại viên mãn, mấy chục kim đan hậu kỳ, sơ trung kỳ càng nhiều. Đối mặt với 800 thành vệ cường đại như vậy, cho dù là cảnh giới Nguyên Anh cũng phải né xa ba thước. Còn Cao Thịnh Thiên căng chết cũng chỉ là kim đan đại viên mãn đỉnh phong, Dương Bách Xuyên không nghĩ ra được tại sao tên Cao Thịnh Thiên này lại kiêu ngạo như vậy. Không lẽ còn có tay sau? Nếu không ngoại trừ điều này ra, Dương Bách Xuyên không nghĩ ra tại sao ông ta lại dám giằng co với Lý Gia Diệu. Hơn nữa dưới tình huống biết rõ trong tay Lý Gia Diệu nắm giữ 800 thành vệ còn trắng trợn táo bạo khiêu khích. Điều này cùng cấp với tạo phản. Chờ 800 thành vệ đến đông đủ, Lý Gia Diệu cũng không sốt ruột hạ lệnh bắt Cao Thịnh Thiên, sắc mặt của Cao Thịnh Thiên cũng không hề thay đổi, từ đầu đến đuôi đều giữ vững nụ cười tự tin. Lúc này Dương Bách Xuyên nghe thấy Lý Gia Diệu mở miệng nói, Cao Thịnh Thiên, mấy năm nay ngươi âm thầm bồi dưỡng thế lực, Hắc Vân Bang đúng không? Thật sự cho rằng Lý Gia Diệu ta bị mù. Ha ha, như mong muốn của ngươi, nhưng có một điều Lý Thành Chủ không biết, mấy năm nay Cao Mỗ không chỉ bồi dưỡng mỗi Hắc Vân, còn mượn sức một bộ phần thành vệ trung thành nữa. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, câu này thuộc về dân gian. Ở trong tu chân giới cũng tương tự như vậy, ha ha ha. Cao Thịnh Thiên điên cuồng cười, sau đó lớn tiếng nói, thành vệ đâu? Vừa nói xong, trong 800 thành vệ đứng bên cạnh Lý Gia Diệu, lập tức có hơn 300 người bay về phía Cao Thịnh Thiên, cùng hô lên, bái kiến thành chủ. Lần này sắc mặt của Lý Gia Diệu trắng bệch vô cùng. Hắn không nghĩ đến thành vệ trung thành với đại thành chủ sẽ có hơn 2.300 người bị Cao Thịnh Thiên thu mua, hơn nữa vài người trong đó còn là người đứng đầu, tu vi kim đan đại viên mãn. Các ngươi làm rất tốt. Lý Gia Diệu nhìn hơn 300 thành vệ phản chiến đứng bên cạnh Cao Thịnh Thiên, tức giận run người. Lý Gia Diệu,
đừng kích động, tu luyện yêu cầu tài nguyên, Cao Mỗ cho bọn họ lượng tài nguyên gấp mấy lần đại thành chủ, làm đám thành vệ đó đưa ra lựa chọn sáng suốt, có gì không thể. Ha ha ha, Cao Thịnh Thiên càng thêm đắc ý. Lúc này, một phương hướng khác vang lên âm thanh xôn xao, Dương Bách Xuyên nhìn lại thì thấy một đám người đen nghìn nghị đi đến, nhìn qua trang phục, là người của Hắc Vân Bang, ít nhất cũng hơn 1.000 người. Trong đám người này có một lão già đeo mặt nạ, rõ ràng là thủ lĩnh. Rất nhiều người của thành tán tu quen biết bang Hắc Vân đi ra, ông lão đeo mặt nạ chính là bang chủ bang Hắc Vân. Lai lịch của người này rất thần bí, không ai nắm rõ, chỉ biết 50 năm trước lão ta đến thành tán tu, sau đó gả muội muội cho Cao Thịnh Thiên, bám víu vào phủ thành chủ. Kể từ đó thành tán tu xuất hiện một bang Hắc Vân. Tu vi và lai lịch của bang chủ bang Hắc Vân trong truyền thuyết đều là ẩn số, lão ta cũng rất ít lộ diện. Mọi chuyện trong bang đều do Từ Thất, Hắc Xương và một người con nuôi khác xử lý. Không ngờ hôm nay lão ta lại đích thân ra mặt. Hơn nữa, thoạt nhìn thì đây là thế lực mà Cao Thịnh Thiên bồi dưỡng. Sau khi Cao Thịnh Thiên nhìn thấy bang chủ bang Hắc Vân, ông ta làm ra một hành động khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy Cao Thịnh Thiên nhanh chân đi tới chỗ bang chủ bang Hắc Vân đeo mặt nạ, mặc đồ đen từ đầu đến chân, sau đó cất lời, đại ca, tình thế bắt buộc nên ta đành phải triển khai kế hoạch sớm, mong đại ca thứ lỗi. Khi nói chuyện, Cao Thịnh Thiên hoàn toàn biến thành dáng vẻ như học sinh tiểu học, hành lễ với bang chủ bang Hắc Vân. Rất nhiều người sững sờ. Chẳng phải bang Hắc Vân là thế lực mà hữu thành chủ Cao Thịnh Thiên âm thầm bồi dưỡng ư? Sao lại hành lễ với bang chủ bang Hắc Vân? Lại là một câu đố khiến mọi người hoài nghi. Diệp Vô Tâm bên cạnh Dương Bách Xuyên nói thầm, càng ngày càng thú vị. Xem ra thành tán tu sắp biến thiên rồi. Nghe chừng ngươi biết một vài thông tin nội bộ nhỉ? Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Diệp Vô Tâm tiết lộ, phụ thân ta từng nói tu vi của bang chủ bang Hắc Vân sâu không lường được, rất có thể là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Bây giờ thấy Cao Thịnh Thiên đường đường là kim đan đại viên mãn mà lại cung kính với ông ta như thế, rất có thể là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh thật đó. Trong những năm qua, thành tán tu đồn đãi bang Hắc Vân là thế lực vơ vét của cải do Cao Thịnh Thiên lén bồi dưỡng, nó là một quả bom khói, ngươi cẩn thận đấy. Nếu như hôm nay có người chết, phỏng chừng ngươi chính là người đầu tiên. Cảm ơn Diệp cô nương nhắc nhở. Dương Bách Xuyên gật đầu đáp lời. Quả thật hắn hơi thiếu tự tin. Nếu là kim đan đại viên mãn thì hắn còn đường xoay sở, cho dù không thành công thì vẫn có thể chạy trốn. Nhưng nếu là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh thì hắn không nắm chắc chút nào. Lúc này, Diệp Vô Tâm lại nói, ê này, 10 vạn linh thạch, bản cô nương sẽ bảo vệ một mạng. Ngươi thấy sao? Diệp Vô Tâm cười ra nói với Dương Bách Xuyên khiến hắn rùng mình. Diệp Vô Tâm dám nói ra lời bảo vệ Dương Bách Xuyên chứng tỏ sau lưng nàng cũng có cao thủ Nguyên Anh làm chỗ dựa, thương hội Thiên Diệp không thể coi thường. Tuy Diệp Vô Tâm có ý trêu chọc, vừa mở miệng đã đòi Dương Bách Xuyên 10 vạn linh thạch, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm kích trong lòng. Phải biết rằng đứng trước tình thế này, rất nhiều người tránh còn không kịp chứ đừng nói chi đến tự rước phiền phức cho mình. Cảm ơn Diệp cô nương, vụ giao dịch này rất có lời. Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp, nhưng không nói đồng ý, cũng không nói từ chối. Trong lúc Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm nói chuyện, bang chủ bang Hắc Vân đeo mặt nạ cất giọng khàn khàn nói, thôi, ta ẩn núp 50 năm. Ả Lê Nặc kia chưa từng ra khỏi Thiên Tú Phong, xem ra đã chết từ lâu rồi. Hôm nay có thể cho thành tán tu đổi chủ. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Gia Diệu không kìm được lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào bang chủ bang Hắc Vân đeo mặt nạ. Người này nói ra tên của đại thành chủ và chuyện đại thành chủ không ở Thiên Tú Phong, chắc chắn là lão ta biết đại thành chủ. Thiên Tú Phong là ngọn núi cao nhất thành tán tu, cũng là đạo tràng tu luyện của đại thành chủ. Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy câu nói của bang chủ bang Hắc Vân, hắn kinh ngạc hỏi Diệp Vô Tâm, đại thành chủ thành tán tu là nữ nhân sao? Đúng vậy, có gì kỳ lạ đâu. Phụ thân ta nói thành chủ Lê Nặc là một vị mày liễu không thua cánh mày râu, ta không tin thành chủ Lê Nặc đã chết. Diệp Vô Tâm chép miệng nói. Lúc này, bang chủ bang Hắc Vân cười ha hả, ngươi không cần biết lão phu là ai. Bây giờ lão phu cho ngươi một cơ hội quy phục lão phu. Bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Lý Gia Diệu, ngươi mãi không đột phá Nguyên Anh, dậm chân ở kim đan đại viên mãn đỉnh phong, tuy chỉ còn thiếu một chút nữa thôi nhưng trong mắt lão phu, không
không phải Nguyên Anh đều là run rế. Mơ hão, Lý Gia Diệu cũng là người cứng rắn, lạnh lùng thốt ra hai chữ. Hừ, đồ không biết điều, bang chủ bang Hắc Vân hừ lạnh, tiện ta vung một chưởng về phía Lý Gia Diệu cách hơn 10 mét. Lý Gia Diệu lập tức bay ra ngoài như diều đứt dây, hộc máu giữa không trung. Đường đường là kim đan đại viên mãn mà không đỡ nổi một chiêu của bang chủ bang Hắc Vân, không có năng lực phản kháng, rơi bộp vào đám đông cách hơn 10 mét. Lúc này không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không còn gì nghi ngờ nữa, thực lực mà bang chủ bang Hắc Vân phô bày ra đã vượt qua kim đan kỳ, rất nhiều người hiểu rõ lão ta là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Tiếp đó, bang chủ bang Hắc Vân nhìn Dương Bách Xuyên rồi nói với Cao Thịnh Thiên, giết thằng nhãi kia đi, giữ lại là mầm họa. Vâng, thưa đại ca, Cao Thịnh Thiên đáp lời. Sau đó, bang chủ bang Hắc Vân nói với tên thuộc hạ bên cạnh, giết sạch vệ binh thành tán tu. Dương Bách Xuyên biến sắc, kiếm đầu long trong tay phóng ra kiếm khí, chuẩn bị đấu với Cao Thịnh Thiên. Advertisement. Đúng lúc này, trên không trung thành tán tu đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Là giọng của nữ nhân. Giết sạch vệ binh thành tán tu cơ à? Cao lão ma, ngươi ăn nói ngông cuồng thật đấy. Ngươi dám động vào một người của thành tán tu thử coi. Giọng nói vang vọng khắp thành tán tu, không biết từ nơi nào truyền tới. Dương Bách Xuyên trông thấy Cao Thịnh Thiên thay đổi sắc mặt, còn bang chủ bang Hắc Vân thì chấn động cả người. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngọn núi cao nhất trong thành tán tu, đó là Thiên Tú Phong đạo tràng tu luyện của đại thành chủ Lê Nặc. Lê Nặc, đến giọng nói khàn đặc của bang chủ bang Hắc Vân cũng thay đổi. Giờ phút này, rất nhiều người có mặt ở đây đều nhìn về phía Thiên Tú Phong. Dương Bách Xuyên cũng ngẩng đầu nhìn, tức thì trông thấy một bóng hình xinh đẹp dẫm lên hư không đi tới. Áo trắng như tuyết, tóc dài bay bay, tựa như nàng tiên bước ra từ trong tranh. Nhìn thì có vẻ bà đi từng bước rất chậm, nhưng thật ra chớp mắt đã đến không trung trên sàn thách đấu. Bà đứng trên cao nhìn xuống bang chủ bang Hắc Vân. Dương Bách Xuyên biết người phụ nữ đẹp như tiên này chính là Lê Nặc, chủ nhân chân chính của thành tán tu. Nghe giọng điệu của bà thì hình như bà biết thân phận của bang chủ bang Hắc Vân, gọi đối phương là Cao Lão Ma. Bất ngờ lắm à, Lê Nặc nhìn bang chủ bang Hắc Vân chằm chằm. Không thể nào, rõ ràng là năm đó thần hồn của ngươi bị độc tố xâm nhập, sao có thể còn sống? Bang chủ bang Hắc Vân hét lên thất thanh. Chính vì thần hồn bị độc tố xâm nhập nên mới không mất mạng. Cao Thuấn, ngươi rất thất vọng phải không? Lê Nặc hờ hững cất lời, sau đó nói tiếp, ta không giả vờ bệnh nặng thì làm sao Cao Thuấn ngươi chịu lộ diện? N oán trăm năm, hôm nay cũng nên chấm dứt, nếu không phải ta giả bộ thì thật sự không tìm được ngươi. Hôm nay hãy kết thúc tất cả đi. Ha ha ha, bang chủ bang Hắc Vân, tức là Cao Thuấn ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, lão ta gỡ mặt nạ ra, để lộ một gương mặt xấu kinh người. Một bên là xương trắng, một bên là cơ thịt khô quắt, thật sự là không dám nhìn thẳng. Giọng nói của Cao Thuấn chất chứa oán hận, tiễn nhân, năm xưa không giết ngươi để lại một mầm họa, dẫn đến nhà họ Cao chúng ta diệt vong. Hôm nay ta sẽ tự tay giết ngươi, khiến ngươi chết không có chỗ chôn giống như mẫu thân ti tiện kia của ngươi. Ngươi cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, huynh đệ chúng ta có thể giết ngươi 100 lần. Thịnh Thiên, gỡ bỏ phòng ấn đi. Vâng, thưa đại ca. Cao Thịnh Thiên trả lời, ông ta chạm một đầu ngón tay vào giữa trán, tức thì khí thế toàn thân bùng nổ. Được đấy, năm xưa ta đã cảm thấy ngươi có thể giết Hữu Thành chủ là có vấn đề. Không ngờ ngươi lại phòng ấn tu vi của bản thân, là Nguyên Anh sơ kỳ. Lê Nặc lơ lửng trên cao, không sợ hãi chút nào. Sau khi nhìn thấy Cao Thịnh Thiên gỡ bỏ phòng ấn, bà bình tĩnh lên tiếng. Huynh đệ chúng ta một người là Nguyên Anh trung kỳ, một người là Nguyên Anh sơ kỳ, ngươi cảm thấy có thể thắng không? Cao Thuấn nhìn Lê Nặc, giọng điệu tàn nhẫn. Chỉ thêm một Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng Lê Nặc ta quản lý thành tán tu mấy trăm năm không được tích sự gì? Lê Nặc mỉa mai. Sau đó, bà dùng chân khí chậm rãi cất lời, hỡi những người bạn cũ, thành tán tu đã che chở cho mọi người nhiều năm, hôm nay Lê Nặc muốn đòi lại ân tình này. Bà vừa dứt lời, phía đông thành tán tu vang lên một tiếng hét dài. Tiếp theo là phía tây, phía nam, phía bắc,
Bốn tiếng hét dài vang dội, bốn luồng khí tức mạnh mẽ cùng phóng lên cao. Cao Thuấn và Cao Thịnh Thiên biến sắc. Dương Bách Xuyên cũng sốc, bốn luồng khí tức vừa rồi chắc chắn là khí tức của cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Bốn luồng khí tức mạnh mẽ đại diện cho bốn cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Sau đó, bốn tia sáng bay vèo tới. Người thứ nhất là một người đàn ông trung niên đô con mặc đồ thợ rèn, giọng nói ồm ồm, khi xưa Thiết Ngưu được thành chủ Lê Nặc thu nhận mới có được cuộc sống yên ổn. Hôm nay ai dám phá thành tán tu, Thiết Ngưu sẽ quăng hắn vào lò tôi thép. Lê Nặc chắp tay nói, chào Thiết huynh đệ. Người đàn ông đô con trông có vẻ chất phác tầm thường, tự xưng là Thiết Ngưu kia vừa xuất hiện, trong sân có người thốt lên, là... Là thợ rèn Thiết Ngưu ở đầu phố Đông. Còn không phải sao, không ngờ khí tức trên người hắn lại mạnh đến vậy. Chắc chắn là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Tiếp theo, một lão ăn mày bị mù chống gậy, chậm gì gì xuất hiện từ phía Tây. Nhìn như lão đi rất chậm, nhưng thật ra mỗi bước đi đều khiến mọi người xung quanh tự giác tránh đường. Trên người lão cũng phát ra khí tức mạnh mẽ giống như thợ rèn. Có người gần như hét lên, ôi trời ơi! Lão già mù ăn xin, hắn. Hắn không phải là tên ăn mày không có tu vi ư. Sao lại? Cao thủ ấy à, nhỏ thì ẩn mình nơi phố phường, lớn thì náu mình trốn triều đình. Lão phu đến thành tán tu đã 200 năm, lúc tới đây đã thấy lão già mù ngày ngày đi xin ăn ở các tiệm ăn lớn. Không ngờ lão lại là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Một thanh niên tái mét mặt mày, lắp bắp nói, ta. Sáng nay ta còn đá lão một phát. Liệu lão có tìm ta tính sổ không? Advertisement. Ngươi thảm rồi, dám đá cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Ta đâu biết lão là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Nếu biết trước thì dù cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám. Người này suýt khóc luôn. Lúc này, lão già mù dùng chất giọng bình tĩnh, thoải mái ngâm nga, không phục trời, không phục đất, không phục tuổi già. Mỗi ngày mới đều tốt đẹp, chuyện trên thế gian ung dung tự tại. Ân oán tình thù không rõ ràng. Advertisement. Lão già mù hát xong liền hành lễ với Lê Nặc, lão mù này sống ở thành tán tu 300 năm, vừa mới gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, hôm nay đúng lúc trả ơn thành chủ, sống chết do trời. Lê Nặc chúc mừng đạo huynh tìm lại chân ngã, hôm nay xin nhờ đạo huynh. Lê Nặc nói xong, lại có hai người lên tiếng. Một nam một nữ giống như cặp vợ chồng bình thường, rất có thể là ngư dân. Nam cầm cần câu, nữ cầm giỏ trúc, dắt tay nhau đi tới. Sau đó, hai người chắp tay nói với Lê Nặc, thành chủ đại nhân, đã lâu không gặp. Ta rất vui khi gặp được hai vị, Lê Nặc nở nụ cười. Xem chừng những người này rất thân thiết với Lê Lặc, hơn nữa họ đều đến thành tán tu rất sớm. Lúc này, Lê Nặc nhìn Cao Thuấn và Cao Thịnh Thiên, thành tán tu ta có thể trở thành một trong ba tòa thành lớn nhất địa hạt Đại Sơn không chỉ vì diện tích rộng lớn. Mà còn vì những người bạn cũ này. Mặc dù bốn người họ đều là cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cộng thêm ta hẳn là cũng đủ đối phó với hai vị nhỉ. Nếu chưa đủ thì thành tán tu ta vẫn còn 3 vạn người dân Kim Đan. 3 vạn người này tồn tại từ khi thành lập thành tán tu đến nay, không biết có đủ đối phó với 1-2 nghìn người của các ngươi hay không. Bà vừa dứt lời, huynh đệ nhà họ Cao xa sầm sắc mặt. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên. Ha ha ha, thành chủ Lê Nặc, đám Diệp Mỗ tuy không phải là người dân sinh sống ở thành tán tu từ ngày thành lập, nhưng cũng cư ngụ ở đây đã mấy chục năm, có thể xem là một phần tử của thành tán tu. Lẽ nào thành chủ Lê Nặc không coi bọn ta là bạn? Là hội trưởng Diệp Vô Đạo của Thương hội Thiên Diệp, nghe nói Diệp Vô Đạo là cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ. Còn không phải sao, hình như mấy người phía sau Diệp Vô Đạo cũng là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Không ngờ thành tán tu lại là nơi rồng núp hổ nằm, hôm nay chỉ thoáng cái đã xuất hiện 10 mấy cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Xung quanh lại xôn xao. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Diệp Vô Tâm ở bên cạnh lộ vẻ đắc ý, tươi cười chạy tới gọi Diệp Vô Đạo là phụ thân. Lúc này hắn mới biết lúc trước Diệp Vô Tâm nói sẽ bảo vệ mình một mạng bởi vì người ta có một người ba là Nguyên Anh Trung Kỳ. Đúng thế, 60 năm trước lão phu bị kẻ thù đuổi giết, chạy tới thành tán tu. May mà có thành chủ Lê Nặc ra sức chấn áp kẻ thù, không ai được phép chém giết trong thành tán tu, cho nên lão phu mới thoát nạn. Từ đó về sau lão phu cung tự nhận là một phần tử của thành tán tu.
hôm nay có kẻ gây rối ở thành Tán Tu, đương nhiên lão phu phải góp sức. Còn ta nữa, thêm cả ta. Sau Diệp Vô Đạo, có 6-7 người lần lượt lên tiếng bày tỏ thái độ. Ai cũng có lý do, điểm giống nhau là thành Tán Tu có ơn với bọn họ, hay nói chính xác hơn là Lê Nặc có ơn với bọn họ. Vì vậy khi thành Tán Tu và Lê Nặc gặp nguy hiểm, tất cả mọi người sẽ ra mặt. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã lờ mờ hiểu ra tại sao thành Tán Tu có thể trở thành một trong 3 tòa thành lớn nhất địa hạt Đại Sơn, cũng biết ý nghĩa của việc Lê Nặc đặt ra quy định không được chém giết ở thành Tán Tu. Lê Nặc cảm ơn Diệp đạo hữu và các vị đạo hữu tương trợ. Xin cảm ơn, Lê Nặc chắp tay nói. Thật ra Dương Bách Xuyên thấy từ lúc Lê Nặc xuất hiện, bà vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không coi Cao Thịnh Thiên và Cao Thuấn ra gì. Hơn nữa, nghe chừng trước kia Cao Thuấn và Lê Nặc có thủ oán, Lê Nặc vẫn luôn tìm kiếm Cao Thuấn nhưng không tìm được. Cục diện hôm nay là Lê Nặc cố ý sắp xếp nhằm dụ Cao Thuấn xuất hiện. Bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt. Sau khi cảm ơn, Lê Nặc lạnh lùng cất lời, thành Tán Tu không phải tòa thành của một mình Lê Nặc, mà là tòa thành của mọi người dân thành Tán Tu. Năm xưa nhà họ Lê chúng ta bị nhà họ Cao diệt môn, ta may mắn trốn thoát, chạy trốn khắp nơi. Nhà họ Cao quyền thế ngập trời, phát lệnh truy nã khắp mọi nơi. Không có ai chứa chấp ta, ta đến thành trì nào cũng không có trốn dung thân. Do đó, ta đã thề rằng nếu có thể thoát nạn, ta sẽ xây dựng một tòa thành không quan tâm tới xuất thân, mang đến cho những người tuyệt vọng không có ai chứa chấp như ta một chốn nương thân. Ông trời thương xót cho ta sống sót, ta đã thành lập nên thành Tán Tu, tiêu diệt nhà họ Cao. Tiếc là những năm qua tàn dư nhà họ Cao không ngừng quấy nhiễu, ta bế quan 50 năm không ra ngoài chính là đợi ngày hôm nay. Cao Thuấn, bây giờ ngươi thấy mình có thể hủy diệt thành Tán Tu hay không? Dứt lời Lê Nặc hô to, hỡi các vị đạo hữu thành Tán Tu là tòa thành của mọi người, hãy theo ta giết địch. Lê Nặc nói xong lập tức làm tiên phong, xông thẳng đến chỗ Cao Thuấn. Cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đến giúp Lê Nặc cũng dồn dập ra tay, người của bang Hắc Vân và vệ binh làm phản đều trở thành đối tượng bị chém giết. Phe Lê Nặc có gần 10 cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, trong đó Lê Nặc và Diệp Vô Đạo là tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Huynh đệ Cao Thuấn chỉ có Cao Thuấn là Nguyên Anh Trung Kỳ, Cao Thịnh Thiên là Nguyên Anh Sơ Cấp. Trận chiến này đã định trước là nghiêng về một bên. Lúc này Dương Bách Xuyên trở thành người ngoài cuộc, không cần ra tay, chỉ đứng một bên quan sát. Tuy nhiên, khi quan sát trận chiến này hắn cũng được mở mang tầm mắt, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn xem cao thủ cảnh giới Nguyên Anh quyết đấu. Hắn cảm thấy Nguyên Anh và Kim Đan quả là khác biệt một trời một vực. Cao Thuấn chết trong tiếng thét thảm thiết, bị đánh hội đồng đến chết. Lê Nặc dẫn theo 3 cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ giết chết Cao Thuấn trong thời gian chưa đầy 10 hơi thở, không có gì hồi hộp hết. Về phần Cao Thịnh Thiên, vốn dĩ ông ta bị 2 Nguyên Anh cùng vây công ở một góc, nhưng bỗng dưng lại xảy ra biến cố. Dương Bách Xuyên đang quan sát đám người Lê Nặc thì nghe thấy Diệp Vô Tâm hét to, Dương Bách Xuyên cẩn thận. Hắn quay đầu lại theo phản xạ thì trông thấy Cao Thịnh Thiên tóc tai bù xù, máu me be bét đang lao về phía mình. Dương Bách Xuyên cấp tốc lùi lại, đồng thời mắng to, con mẹ nó ta đâu có đuổi giết ngươi, ngươi tìm ta làm gì. Sau khi mở phong ấn, Cao Thịnh Thiên là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Dương Bách Xuyên biết hiện tại mình đối đầu với đòn tấn công cảnh giới Nguyên Anh thì chỉ có một con đường chết. Vì vậy khi nghe thấy lời nhắc nhở của Diệp Vô Tâm, hắn cuống quýt lùi về sau. Chết đi, Cao Thịnh Thiên vung ra một quyền, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Ông ta cho rằng tất cả là do tên sát tinh Dương Bách Xuyên này, nếu không phải Dương Bách Xuyên xuất hiện thì ông ta sẽ không phát động làm phản trước thời hạn, đại ca sẽ không chết, cũng rơi vào kết cục hiện tại. Hơn nữa Cao Thịnh Thiên đã bị thương nặng, không thắng nổi 2 cao thủ cùng cấp, cho nên ông ta để mắt đến Dương Bách Xuyên, dù chết cũng kéo theo đệm lưng. Dương Bách Xuyên cảm thấy một quyền này của Cao Thịnh Thiên mang theo linh khí trời đất mạnh mẽ như rời núi lấp biển, khiến hắn không thở nổi. Khí tức uy áp của cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đè ép lên người hắn, thậm chí chân khí không thể vận chuyển. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu, cố gắng vung một quyền phòng thủ. Hắn không thể khoanh tay chịu chết, hắn không thể trốn thoát dưới uy áp khí thế của Cao Thịnh Thiên, chỉ có thể liều mạng một lần. May mà trên người hắn mặc chiến giáp, vẫn có thể chống đỡ một lát. Khi Dương Bách Xuyên tung ra một quyền,
không ngờ bên cạnh nổi gió lớn, hắn liếc thấy Diệp Vô Tâm xuất hiện bên cạnh, phối hợp với hắn vung kiếm đâm Cao Thịnh Thiên. Ầm. Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm cùng ra đòn chống lại Cao Thịnh Thiên. Hai bên giao chiến, trong sân vang lên âm thanh nặng nề, linh khí mạnh mẽ chợt nổ tung. Phụt. Phụt. Diệp Vô Tâm và Dương Bách Xuyên đều bay ra ngoài, rên rỉ hộc máu. Lúc nãy Dương Bách Xuyên xem cao thủ Nguyên Anh so chiêu, thật sự là ra chiêu chấn động, không đến mức hủy diệt trời đất nhưng cũng là đánh đâu phá đó, đài thách đấu gần như bị phá hủy rồi. Khi Dương Bách Xuyên bay ra ngoài, hắn vô cùng cảm kích Diệp Vô Tâm. Hắn biết nếu không có Diệp Vô Tâm kịp thời ra tay giúp mình, thì cho dù mình không chết cũng mất nửa cái mạng dưới một kích này của Cao Thịnh Thiên. May mà hắn chỉ hộc máu nội thương, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Khi hắn và Diệp Vô Tâm bị đánh bay, một tiếng hét to tràn đầy lo lắng vang lên, Tâm Nhi. Phụ thân của Diệp Vô Tâm là Diệp Vô Đạo thấy con gái bị thương thì cuống lên, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Cao Thịnh Thiên, muốn chết à. Trong tay lóe lên ánh sáng bạc, một thanh phi kiếm nhỏ bay vụt về phía Cao Thịnh Thiên. Cùng lúc đó, Lê Nặc cũng ra chiêu từ một hướng khác. Hai người một trước một sau đồng thời tấn công Cao Thịnh Thiên. Á! Trong tiếng hét thảm thiết, Cao Thịnh Thiên bị Diệp Vô Đạo và Lê Nặc đang giận dữ trực tiếp đánh tan xác, gần như là biến thành thịt vụn. Lúc này Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm mới rơi bộp xuống đất. Mặc dù xương cốt cả người đau như gãy ra từng khúc, nhưng rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng yên tâm. Cao Thịnh Thiên và Cao Thuấn đều chết rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, người bị Cao Thịnh Thiên lôi kéo làm phản và thành viên bang Hắc Vân đều bị phe Lê Nặc diệt trừ. Cuộc chém giết kết thúc với ưu thế áp đảo. Úi! Tiếng hít khí lọt vào tai Dương Bách Xuyên, hắn quay đầu nhìn thì thấy là Diệp Vô Tâm. Dương Bách Xuyên cố chịu đau đớn, đi tới đỡ Diệp Vô Tâm dậy, Diệp cô nương sao rồi? Tính ra thì lần này Diệp Vô Tâm đã cứu hắn một mạng, hắn thật lòng quan tâm hỏi han. Diệp Vô Tâm lớn chừng này mà chưa đụng chạm vào người khác phái bao giờ. Khi hai tay Dương Bách Xuyên giữ lấy cánh tay mình, nàng run rẩy cả người, trong lòng trào dâng một cảm giác rất kỳ lạ. Từ nhỏ nàng đã mang thân phận cao quý, được gọi là Vô Tâm tiên tử, mọi người xung quanh đều cung kính với nàng. Được Dương Bách Xuyên đỡ như vậy là trải nghiệm lần đầu tiên của nàng. Nói thật là Diệp Vô Tâm cũng không biết tại sao vừa rồi mình phải ra tay giúp Dương Bách Xuyên. Chắc là do nàng ở gần hắn nhất, hành động theo bản năng chăng? Tóm lại là muốn cứu nên cứu thôi. Tâm Nhi sao rồi con? Diệp Vô Đạo giết Cao Thịnh Thiên xong, vội vàng đi tới hỏi han tình trạng vết thương của con gái. Bấy giờ Diệp Vô Tâm mới hoàn hồn, cuống quýt giãy khỏi tay Dương Bách Xuyên rồi trả lời, thưa phụ thân, con không sao. Đã hộc máu rồi mà còn bảo không sao. Đây là đan chân nguyên, con mau uống đi. Diệp Vô Đạo vừa nói vừa lấy một lọ sứ nhỏ, đổ một viên đan dược ra cho con gái uống. Dương Bách Xuyên nhìn ra Diệp Vô Đạo rất quan tâm cô con gái Diệp Vô Tâm. Lúc này hắn rất lúng túng. Dù sao Diệp Vô Tâm cứu hắn nên mới bị thương, đứng trước mặt phụ thân của người ta, hắn không lúng túng mới lạ. Diệp Vô Tâm uống đan dược rồi mới nói, phụ thân đừng lo. Con đó, khoe mẽ cái gì? Đạo hạnh của cao thủ Nguyên Anh là đẳng cấp con có thể đối đầu chắc. Lần này xem như con may mắn, nhớ là sau này không được hành động sốc nổi như vậy nữa. Diệp Vô Đạo nói bằng giọng trách cứ, nhưng giọng điệu lại tràn đầy yêu chiều. Phụ thân, con biết rồi. Diệp Vô Tâm tinh nghịch đáp, sau khi nàng uống đan dược, sắc mặt nhợt nhạt đã tươi tỉnh hơn. Diệp Vô Đạo nói chuyện với con gái xong mới quay sang nhìn Dương Bách Xuyên. Lạnh lùng hừ mũi, thằng nhóc nhà ngươi nợ con gái ta nửa cái mạng. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, sao lại nói là nửa cái mạng nhỉ? Một mạng là một mạng, còn chia nửa làm chi? Nhưng ngẫm lại cũng đúng, không có Diệp Vô Tâm ra tay đỡ một nửa công kích thay hắn, thì hắn không chỉ hộc máu thôi đâu. Dương Bách Xuyên cười gượng, vâng, là ta nợ Diệp cô nương, Dương Bách Xuyên tuyệt đối không quên. Hừ, biết thì tốt, Diệp Vô Đạo hừ lạnh. Nhưng cũng không nói gì thêm. Mà lúc này, cuối cùng đại thành chủ thành tán tu cũng đi tới. Bà hỏi han thương tích của Diệp Vô Tâm vài câu, sau đó quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt lóe lên tia sáng, giọng nói từ tốn, Dương đạo hữu, ta đã biết chuyện ngươi và thành tán tu mở quan trang đặt cược. Nói thật là thành tán tu không có trăm vạn linh thạch,
ta chỉ tìm được 30 vạn linh thạch trên người Cao Thuấn và Cao Thịnh Thiên thôi, cộng thêm số linh thạch tích góp trong nhà kho phủ thành chủ cũng chỉ có 60 vạn. E là ta không lấy đâu ra 50 vạn còn lại. Đây là 60 vạn linh thạch, người nhận lấy đi. Nhưng yên tâm, Lê Nặc ta luôn giữ chữ tín và tuân thủ quy tắc, thành tán tu mở quan trang do ta quyết định, ta sẽ trả món nợ này. 50 vạn còn lại ta sẽ dùng đình viện trên núi và chức vị thành chủ để gán nợ, chẳng hay Dương đạo hữu có đồng ý không? Câu nói của Lê Nặc khiến toàn trường xôn xao, ai nấy đều càng thêm kính nể bà. Thành tán tu phải bồi thường cho Dương Bách Xuyên 120 vạn linh thạch. Lúc trước Dương Bách Xuyên đã lấy 10 vạn từ chỗ quản sự Hồng, bây giờ nhận thêm 60 vạn từ Lê Nặc, 50 vạn còn lại thì Lê Nặc dùng đình viện xa hoa nhất thành tán tu và chức vị thành chủ để gán nợ, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mặc dù người tu chân không ham mê quyền lực như người phàm nhưng chức vị thành chủ thành tán tu là một cám dỗ lớn, trong đó bao gồm rất nhiều quyền lợi, cho dù không tính thêm một đình viện thì Dương Bách Xuyên cũng lời to. Đương nhiên chức vị thành chủ này sắp xếp thế nào là do Lê Nặc, dù chỉ là hư danh cũng tốt. Dương Bách Xuyên cũng cực kỳ ngạc nhiên vì Lê Nặc tuân thủ hứa hẹn. Hắn cứ tưởng lần này thành tán tu có rất nhiều người chết, bất kể Cao Thịnh Thiên hay là quản sự Hồng chết, hắn cũng đừng mong lấy được số linh thạch này. Không ngờ Lê Nặc lại hào phóng như thế, vừa ra tay đã trả 60 vạn linh thạch, lại còn nói rõ thành tán tu không trả nổi 100 vạn linh thạch. Cho nên lựa chọn một đình viện và chức vị thành chủ để gán nợ. Tuy Lê Nặc chỉ là phụ nữ nhưng hành động vượt xa cánh đàn ông, huống chi Lê Nặc còn là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, vậy mà nói chuyện với hắn bằng giọng điệu thương lượng, không hề ỷ thế đè người. Ngoài cảm xúc kinh ngạc, Dương Bách Xuyên còn cảm thấy kính nể. Đồng thời hắn cũng hiểu ra tại sao ngay từ lúc bắt đầu đã có nhiều người kéo đến như vậy. Mặc dù Lê Nặc nói là đòi trả ơn, nhưng người ta hoàn toàn có thể không tới. Tuy nhiên, những cao thủ Nguyên Anh ẩn núp ở thành tán tu vẫn xuất hiện, điều này đã nói lên sức hút của Lê Nặc. Bà không chỉ có tu vi cao, ngoại hình xinh đẹp như tiên, mà còn hành động chu toàn. Điều duy nhất khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ là chức vị thành chủ, đây là chuyện tốt hắn cầu còn không được. Trận pháp truyền tống ở thành tán tu do phủ thành chủ quản lý, tất nhiên thành chủ có thể sử dụng. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng cho dù chức vị này chỉ là hư danh cũng tốt, vừa hay hắn có thể nghe ngóng rất nhiều chuyện, lúc cần thiết cũng có thể mượn trận pháp truyền tống rời khỏi thành tán tu. Không biết ý của Dương đạo hữu thế nào? Lê Nặc hỏi lại lần nữa. À, ta đồng ý, ta đồng ý. Tên họ Dương nào đó hoàn hồn, vội vàng gật đầu đồng ý. Không đồng ý mới là đồ ngu. Đối với hắn mà nói, tài sản bất ngờ vào tay đều là đánh đổi bằng tính mạng. Nhưng đối phương đường đường là Nguyên Anh, người ta cho phép mình kiếm lời thì sao lại không đồng ý. Vậy thì tốt, không tính là phá vỡ quy tắc của thành tán tu chúng ta. Lê Nặc hờ hững nói xong lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật khác đưa cho Diệp Vô Tâm. Vốn dĩ Diệp Vô Đạo không chịu nhận, nhưng Lê Nặc cứ cố chấp đưa cho, nói rằng đây không phải linh lạch mà là chữ tín của Lê Nặc và quy tắc của thành tán tu. Sau đó... Bà đối chiếu từng khoản linh thạch cược thắng Dương Bách Xuyên với khoản bồi thường. Dương Bách Xuyên nhìn bao ánh mắt nóng bỏng xung quanh, hắn cũng thực hiện giao ước với những người thua cược, trả linh thạch cho từng người. Mọi người mừng rỡ, một trận chém giết kết thúc, một ván cược trăm vạn cũng kết thúc. Sau đó, Lê Nặc dùng danh nghĩa đại thành chủ cảm ơn các cao thủ hôm nay đã ra tay tương trợ. Tổng cộng 12 cao thủ Nguyên Anh ùn ùn kéo tới Thiên Tú Phong. Dương Bách Xuyên là tu vi kim đan sơ kỳ, hơn nữa hiện giờ hắn mang theo mấy chục vạn linh thạch trên người, hắn nghĩ rằng tốt nhất là mình không nên đi dạo, ngoan ngoãn trở về phòng tu luyện, chờ khi nào đám tiểu hòa thượng xuất quan thì hỏi xem có thể nhờ Lê Nặc sắp xếp cho bọn họ rời khỏi thành tán tu hay không. Ai dè Lê Nặc lại nói với hắn, nếu Dương đạo hữu không chê thì mời lên Thiên Tú phòng uống một chén linh tửu. Dương Bách Xuyên đột nhiên trông thấy Lê Nặc như cười như không. Khóe môi hắn dần giật, ta đi thì không thích hợp lắm, hay là thôi vậy. Nào ngờ Lê Nặc lại nở nụ cười hiếm thấy, từ giờ trở đi ngươi là hữu thành chủ thành tán tu, sao lại không được. Dứt lời Lê Nặc bay lên cao, nói với mọi người, mời các đạo hữu lên Thiên Tú Phong. Dương Bách Xuyên vốn định rời đi, bởi vì bọn họ đều là cao thủ Nguyên Anh, đi cùng mấy lão quái vật này anh sẽ không thoải mái. Thế nhưng Lê Nặc đã mở lời mời, anh chỉ đành đi theo.
và lại Diệp Vô Tâm cũng đi theo phụ thân Diệp Vô Đạo, cho nên Dương Bách Xuyên cũng có đồng bọn có thể nói chuyện. Thế thì đi cùng thôi, nếu không đi thì Lê Nặc lại cho rằng anh không biết điều. Thiên Tú Phong là đạo tràng tu luyện của đại thành chủ Lê Nặc, cũng là ngọn núi tuyệt vời nhất thành tán tu. Tất nhiên các phương diện linh khí trời đất, phong cảnh, đều là tốt nhất. Leo lên Thiên Tú Phong có thể thu cả thành tán tu vào tầm mắt, chỉ ngắm cảnh thôi cũng có một cảm giác đặc biệt. Lê Nặc là đại thành chủ thành tán tu, đương nhiên đạo tràng tu luyện của bà không thiếu người hầu kẻ hạ. Sau khi mọi người ngồi xuống một vườn hoa độc đáo, từng tỳ nữ mặc đồ cung nữ nối đuôi nhau bưng từng đĩa linh quả, linh tử ra ngoài. Trong sân chỉ có Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm là tu vi kim đan kỳ. Diệp Vô Tâm khá hơn, người ta là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Còn Dương Bách Xuyên chỉ là kim đan sơ kỳ, mặc dù cảnh giới đã đột phá, nhưng chân khí không theo kịp, tạm thời tu vi không được tính là kim đan trung kỳ. Hai người được xếp vào một bàn. Sau khi ngồi xuống, Dương Bách Xuyên mới tìm được cơ hội chính thức cảm ơn Diệp Vô Tâm. Bởi vì trước đó có Diệp Vô Đạo kè kè bên cạnh nên hắn không tìm được cơ hội. Vô Tâm cô nương, lần này ta cảm ơn ngươi. Đây là 20 vạn linh thạch, xin hãy nhận lấy. Lúc trước Diệp Vô Tâm nói đùa là bảo vệ Dương Bách Xuyên lấy giá 10 vạn linh thạch, bây giờ hắn dùng 20 vạn linh thạch để cảm ơn. Diệp Vô Tâm nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt phức tạp, người nỡ bỏ ra 20 vạn linh thạch thật ư. Người có biết là một số tông môn không có nổi 10 vạn linh thạch không? Có gì mà không nỡ? Nếu hôm nay người không ra tay giúp đỡ, thì ta không bị Cao Thịnh Thiên đánh chết cũng mất nửa cái mạng. Dương Mỗ liên lụy đến cô nương, khiến cô nương bị thương, trong lòng rất áy náy. Cho dù người muốn toàn bộ ta cũng đưa chứ đừng nói chi đến 20 vạn linh thạch. Dương Bách Xuyên nói rất nghiêm túc. Được đấy, ta muốn toàn bộ linh thạch của ngươi, ngươi lấy ra đi. Diệp Vô Tâm nhếch môi nhìn Dương Bách Xuyên. Hích, Dương Bách Xuyên không ngờ cô gái này lại không biết khách sáo là gì, đòi thật luôn. Có điều những lời hắn vừa nói là thật lòng. Dương Bách Xuyên khựng lại giây lát rồi đặt nhẫn chữ vật mà Lê Nặc bồi thường cho mình xuống phía trước. Trước đó ta đã chia cho những người đặt cược hơn 10 vạn. Hai chiếc nhẫn chữ vật này có tổng cộng hơn 40 vạn linh thạch, ta tặng ngươi hết. Nhưng ngươi giữ linh thạch thôi, trả lại nhẫn chữ vật cho ta, sau này ta về nhà tặng người khác. Lần này đến lượt Diệp Vô Tâm sững sờ. Nàng là người của Thương hội Thiên Diệp, đương nhiên không thiếu linh thạch, nhưng cũng chưa từng sở hữu 40-50 vạn linh thạch bao giờ. Lúc nãy nàng chỉ trêu Dương Bách Xuyên mà thôi, không ngờ hắn đưa thật. Nói thật là ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại ra tay cứu Dương Bách Xuyên. Có lẽ là do đối phương mang lại cho nàng cảm giác đặc biệt khác với mọi người, cho nên nàng mới ra tay giúp đỡ. Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến báo đáp gì hết. Nhưng giờ phút này, khi Dương Bách Xuyên đặt toàn bộ linh thạch trước mặt Diệp Vô Tâm, trong lòng nàng bỗng trào dâng cảm xúc khó tả. Một lát sau Diệp Vô Tâm bỗng trở nên vui vẻ. Dường như bây giờ nàng đã hiểu ra Dương Bách Xuyên thật sự rất đặc biệt, lúc nãy nàng bị thương cũng đáng giá, chứng tỏ nàng không nhìn nhầm người. Sau một hồi im lặng, Diệp Vô Tâm nói, lấy về đi, ai thèm chút tài sản này của ngươi, bản cô nương không thiếu linh thạch, thành chủ Lê Nặc cũng đưa tiền đặt cược cho ta đó. Ta cứu ngươi tức là ngươi nợ ơn Diệp Vô Tâm này, ngươi đừng hòng dùng linh thạch trả ơn. Nhớ là Dương Bách Xuyên ngươi nợ ta nửa cái mạng đó. Hích, Dương Bách Xuyên không biết phải tiếp lời thế nào. Nhìn ánh mắt của Diệp Vô Tâm, hắn biết là nàng sẽ không nhận linh thạch của mình. Đúng là trên đời này ân tình là thứ khó trả nhất, cũng là thứ vô giá. Được, Dương Bách Xuyên ta nợ Diệp Vô Tâm nửa cái mạng, Vô Tâm cô nương thiếu tiền thì cứ nói. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa cất linh thạch đi. Thiếu tiền á, tính sau đi. Diệp Vô Tâm nở nụ cười nghiền ngẫm. Trong lúc hai người thì thầm to nhỏ, Lê Nặc ngồi ở vị trí chủ nhà đột nhiên cất lời, các vị đạo hữu, tính ra thì sắp đến thời gian núi La Phù thuộc địa hạt Đại Sơn mở ra trăm năm một lần rồi, chẳng hay các vị có dự định đến đó không? Nghe ý của thành chủ thì lần này ngài định đi sao? Một người lên tiếng hỏi. Chúng ta tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, rất khó để tu vi tiến thêm một bước, không phải cứ dựa vào hấp thụ linh thạch và linh khí trời đất là có thể đột phá tu vi. Ngoài cảm ngộ ra, cần có thêm nhiều báu vật trong trời đất mới có thể đột phá lên một tầng. Núi La Phù là di tích đạo tràng của đại năng thượng cổ,
tuy đầy rẫy nguy hiểm nhưng bên trong có thiên tài địa bảo và cảm ngộ của tu sĩ cổ. Những thứ này đều là cơ duyên đối với chúng ta. Trăm năm mới mở một lần, tất nhiên Lê Nặc không muốn bỏ lỡ, vì vậy ta hy vọng các đạo hữu cũng tới đó tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Lê Nặc thong dong nói. Đúng vậy, núi La Phù là cấm địa thần bí nhất địa hạt Đại Sơn, có nguy hiểm lớn mà cũng có cơ duyên lớn, e là các thế lực trên khắp địa hạt Đại Sơn đều tới đó, sao có thể thiếu người của thành tán tu chúng ta? Ta đồng ý đi. Lão Phu cũng đồng ý. Ta đã bước vào Nguyên Anh sơ kỳ 60 năm dòng mà không có tiến triển gì hết, cũng nên đi xem thử. Đúng, không thể thiếu người của thành tán tu chúng ta được. Các cao thủ Nguyên Anh đều tỏ ý muốn đi núi La Phù, tiếp theo là bàn bạc vấn đề chi tiết. Hiện tại Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm chỉ có thể ngồi một bên lắng nghe. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy cái tên núi La Phù này. Từ cuộc nói chuyện của nhóm Lê Nặc, hình như núi La Phù là đạo tràng di tích cổ quan trọng nào đó, tuy nguy hiểm nhưng cũng có cơ duyên lớn, mấy cao thủ cảnh giới Nguyên Anh này đều muốn đi mạo hiểm, chắc hẳn đó là nơi không tầm thường. Hắn nhỏ giọng hỏi Diệp Vô Tâm, Diệp cô nương, rốt cuộc núi La Phù mà họ nói tới là nơi nào vậy? Diệp Vô Tâm nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, đến núi La Phù mà ngươi cũng không biết sao. Khụ khụ, ta thật sự không biết, trước kia ta tu luyện trong núi sâu. Mới ra ngoài không lâu. Dương Bách Xuyên không nói cho Diệp Vô Tâm biết mình đến từ trái đất. Thảo nào, để ta nói cho ngươi vậy. Núi La Phù là ngọn núi thần bí nhất trong năm châu thuộc địa hạt Đại Sơn, nghe đồn là di tích đạo tràng của tu sĩ thượng cổ. Mặc dù phần lớn đã bị hư hỏng, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi đáng để thám hiểm. Bên trong có vô số thiên tài địa bảo, ngoài ra còn công pháp thần thông tu luyện mà tu sĩ cổ để lại. Đương nhiên cũng có nguy hiểm. Yêu thú, trận pháp, cái gì cũng có, sơ sẩy một cái là tiêu đời ngay, cho dù cao thủ cấp bậc Nguyên Anh vào đó cũng có thể mất mạng trong nháy mắt. Núi La Phù là một ngọn núi lớn ẩn giấu trong hư không, hay nói chính xác hơn là một tiểu thiên thế giới, trăm năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần tồn tại 9 tháng. Tuy nhiên, nếu có thể đến đó cũng có rất nhiều lợi ích. Chưa kể có lấy được thiên tài địa bảo hay không, chỉ riêng linh khí cũng dồi dào hơn ngoại giới gấp mấy chục lần. Cho dù ở trong đó không thu hoạch được gì, chỉ cần tu luyện 9 tháng thì tu vi cũng tăng vọt. Núi La Phù cách thành tán tu 9.000 dặm, khá là gần, nằm ở vùng giáp danh giữa Châu Nam Sơn và Châu Đông Sơn. Không thể dùng trận pháp truyền tống, chỉ có thể phi hành tới đó, đi đường cũng phải mất nhiều ngày. Diệp Vô Tâm kiên nhẫn kể cho Dương Bách Xuyên những sự tích, lời đồn về núi La Phù. Khi Diệp Vô Tâm nói xong, đám cao thủ Nguyên Anh bên Lê Nặc cũng bàn bạc xong. Bọn họ đã quyết định thời gian, sáng sớm mai sẽ xuất phát đi núi La Phù. Người tu chân đi xa không phiền phức như người phàm. Sau khi quyết định thời gian, mọi người sôi nổi tạm biệt rồi rời đi. Diệp Vô Tâm cũng bị Diệp Vô Đạo gọi đi. Trước khi đi, Diệp Vô Đạo còn hừ mũi nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm thấy ánh mắt của Diệp Vô Đạo khó chịu như thể mình muốn lừa mất con gái của ông ta. Dương Bách Xuyên chỉ đành cười gượng, hắn chỉ hỏi Diệp Vô Tâm mấy câu thôi mà, có đến mức ấy không? Đừng nhìn nữa, người đã đi xa rồi, muốn theo đuổi người ta à, Lê Nặc ta cảm thấy người đừng mơ nữa. Thương hội Thiên Diệp là thương hội lớn nhất Sơn Hải giới, là thế lực gia tộc, thân phận của Diệp Vô Tâm không đơn giản đâu. Trong lúc Dương Bách Xuyên bần thần, giọng nói ung dung xen lẫn tiếng cười của Lê Nặc vang lên sau lưng. Hích, Lê Nặc nói vậy làm mặt Dương Bách Xuyên đỏ bừng. Thành chủ đại nhân, ta, Dương Bách Xuyên muốn giải thích một câu. Lê Nặc nở nụ cười hiếm hoi, không cần giải thích. Trong thành tán tu có rất nhiều người muốn theo đuổi Diệp Vô Tâm, tình yêu nam nữ là chuyện thường tình mà. Tuy nhiên, muốn Diệp Vô Tâm làm đạo lữ của ngươi thì thân phận thành chủ thành tán tu của ngươi vẫn chưa đủ. Ha ha, không nói nữa, mặt ngươi thành quả táo rồi kìa. Lê Nặc trêu chọc Dương Bách Xuyên, sau đó nói sang chuyện khác, Dương Bách Xuyên, hãy nói thật với ta có phải ngươi cấu kết với yêu tộc không? Lê Nặc hỏi xong câu này, Dương Bách Xuyên thấy khí tức mạnh mẽ trên người đối phương khóa chặt lấy mình. Anh giật thọt, thầm nghĩ, người phụ nữ này bị điên à, vừa rồi còn tươi cười, một giây sau đã trở mặt, lẽ nào bà ta muốn giết mình? Đối diện với ánh mắt như lưỡi dao của Lê Nặc, thật ra Dương Bách Xuyên cũng không sợ hãi, cẩn thận nghĩ lại. Nếu Lê Nặc muốn giết hắn thì cần gì phải đợi đến bây giờ?
về phần lén lút thông đồng với yêu tộc gì đó, Dương Bách Xuyên cũng không có gì kiêng kỵ, cái gì gọi là lén lút thông đồng. Sư phụ Vân Thiên Tà đã từng nói, tu chân giới mênh mông có một số thế giới, loài người cũng không phải là linh trưởng của vạn vật. Cho nên nói Vân Thiên Tà đối với hắn yêu cầu rất tốt, muốn đi xa hơn trên con đường tu chân cũng không cần có chủng tộc gì, tất cả mọi người đều là sinh linh có trí tuệ thông suốt, mục đích cuối cùng đều là theo đuổi thiên đạo, thật ra đều là bình đẳng. Yêu tộc có thể thông qua tu luyện miệng để nói tiếng người, hóa thành người, có gì khác với con người đâu, tóm lại cầu đạo là ở tâm không phải ngoài ra. Ở trong lòng Dương Bách Xuyên yêu có tốt xấu, người cũng như thế. Hắn hiểu được Lê Nặc hỏi chuyện thông đồng với yêu, khẳng định là biết chuyện hắn và đại ca Bạch Khởi, nhưng mà... Vậy thì sao? Dưới sự chứng kiến của thiên đạo, hắn chưa bao giờ làm trò đùa. Hắn thản nhiên nói, lén lút thông đồng. Ha ha, không khó nghe như Lê Thành Chủ nói, chính xác mà nói là kết giao, trên đường đi thành tán tu, ta xuyên qua núi đường đình đụng phải một cặp vợ chồng vượn trắng. Cuối cùng đã kết bái giao tình với vượn trắng Bạch Khởi, nếu như Lê Thành Chủ yếu muốn giao ta cho Âm Dương Tông, ta cũng hết cách. Giờ phút này Dương Bách Xuyên chính là thịt heo chết không sợ nước sôi. Người quả nhiên đã thông đồng với yêu, thật to gan, giọng điệu Lê Nặc lại lạnh thêm vài phần, sát ý toàn thân tăng vọt. Dương Bách Xuyên cảm nhận được sát ý toàn thân Lê Nặc phóng lên trời, hắn cũng vận chuyển chân khí trong cơ thể, đã chuẩn bị tốt để liều chết, cho dù chết cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lời thề có thiên đạo làm chứng, không cho phép hắn ngay cả quan hệ kết bái đại ca của mình cũng không thừa nhận, nếu thật sự phân rõ giới hạn với Bạch Khởi, vậy hắn không phải là Dương Bách Xuyên. Ai ngờ trong nháy mắt khóe miệng Lê Nặc đột nhiên có ý cười, mà sát khí thực chất hóa cũng lập tức tiêu tan không còn. Giống như bà chưa từng phóng thích sát ý vậy. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên khó hiểu, mẹ nó, cái này rốt cuộc là đánh hay không đánh đây? Lúc này chỉ nghe Lê Nặc cười nói, được rồi, đừng căng thẳng, ta quả nhiên không nhìn lầm người, người rất thản nhiên, cũng trọng tình nghĩa, dám làm dám nhận. Lê Thành Chủ, người có ý gì? Dương Bách Xuyên cau mày nói. Dương đạo hữu đừng thấy lạ. Ta đã tuyên bố ngươi là thành chủ thành tán tu ở trước mặt mọi người, đương nhiên phải khảo nghiệm một phen, hiện tại xem ra ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi yên tâm, thành tán tu ta sẽ không quản ngươi kết giao với ai, thành tán tu thành lập chính là để tạo một chỗ đừng cho những người cùng đường. Con người mà, thật ra sinh ra sẽ không có ác nhân, đều là bị hoàn cảnh bức ra, cho nên thành tán tu chứa chấp bất luận kẻ nào, chỉ cần bọn họ tuân thủ quy tắc của thành tán tu là được. Nếu như ta thật sự giao ngươi ra ngoài, vậy ta cũng sẽ không ở thành tán tu mấy trăm năm, nghiêm túc mà nói, thật ra ta cũng có bằng hữu yêu tộc, vừa rồi cố ý thăm dò ngươi chỉ là nhìn xem ngươi có thể bán đứng hay là nói trong lúc nguy khó ngươi có chối bỏ bằng hữu yêu tộc của ngươi hay không. Nếu quả thật như vậy, có lẽ ta sẽ thực sự giết ngươi, nhưng bây giờ, ta cuối cùng cũng yên tâm, xem ra dùng 50 vạn linh thạch trả nợ ngươi một chức vị thành chủ không lầm. Vốn ta chỉ muốn cho ngươi một chức danh thành chủ giả, hiện tại xem kìa. Ngươi có trách nhiệm, chức vị hữu thành chủ ngươi cứ đảm nhiệm đi, trước đó ngươi cũng nghe nói rồi, núi La Phù Sơn sắp mở ra, ta muốn đi núi La Phù. Nếu ta vừa đi, thành chủ chỉ còn lại một tả thành chủ Lý Gia Diệu, mà chức vị hữu thành chủ lại trống không, ngay lập tức cũng không tìm được, mà hôm nay ngươi đã phản công và đặt cược linh thạch với hơn 1.000 người, vô hình chung trong số hơn 1.000 người này đã có uy vọng nhất định, nếu như ngươi đảm nhiệm chức vị hữu thành chủ. Cùng tả thành chủ Lý Gia Diệu bảo vệ bình an của thành tán tu, hiện tại xem ra rất thích hợp. Cho dù không thích hợp cũng phải thích hợp, ngay lập tức ta thật sự không thể nào tìm được người thích hợp, không biết ý của ngươi thế nào. Lê Nặc thành thật nói ra từng câu từng chữ. Lê Thành Chủ, thật sự không dám giấu giếm, ta có thể sẽ không ở thành tán tu bao lâu, ta bị người ta đuổi giết mới đi tới thành tán tu. Mục đích chính là vì muốn cưỡi đại trận truyền tống ở thành tán tu để rời khỏi Châu Nam Sơn. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên quyết định nói ra mâu thuẫn giữa hắn và thành chủ thành Chiêu Giao là Âu Dương Hải Đường. Hắn tin tưởng Lê Nặc với tư cách là một thành chủ nhất định sẽ biết những chuyện này, so với như thế chi bằng thản nhiên nói ra. Hồi lâu sau, Lê Nặc nói, dựa theo lời ngươi nói, ngươi thật sự muốn ngồi vị trí thành chủ thành tán tu rồi, ngươi nha, nghĩ chuyện đơn giản quá rồi. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động nói, kính xin thành chủ Lê Nặc danh ngôn, chẳng lẽ truyền tống trận của thành tán tu không tới được Châu Trung Sơn?
Bên ngoài đồn nói là thành tán tu có truyền tống trận cỡ lớn mà. Truyền tống trận đương nhiên là thật, cũng có thể truyền tống đến Châu Trung Sơn, nhưng ý ta muốn nói không phải điểm này, dựa theo lời ngươi nói, ngươi phải tìm kiếm bằng hữu trước, nhưng ngươi biết toàn bộ Châu Nam Sơn lớn cỡ nào không? Nói không chừng bằng hữu mà ngươi muốn tìm cũng ở Châu Nam Sơn, ngươi vừa đi tới Châu Trung Sơn như thế, muốn trở về cũng khó. Mà ngươi cho rằng M Dương Tông thân là đại tông môn đứng trong top 10 địa hạt đại sơn, phạm vi thế lực chỉ ở Châu Nam Sơn sao? Nói thật, thế lực của Âm Dương Tông ở trong năm châu của địa hạt đại sơn đều rất khổng lồ, trừ phi ngươi hoàn toàn rời khỏi địa hạt đại sơn, đi tới lãnh thổ khác, nếu không chỉ cần còn ở ranh giới của địa hạt đại sơn, Âm Dương Tông muốn tìm ngươi vẫn có thể tìm được. Cho nên đề nghị của ta là thành tán tu thích hợp nhất với ngươi. Thứ nhất, thành tán tu hội tụ toàn bộ tán tu của năm châu địa hạt đại sơn, có thể cung cấp cho ngươi tin tức phát sinh ở năm châu lục của địa hạt đại sơn. Thứ hai, ngươi ở thành tán tu, cho dù là M Dương Tông hay U Dương Hải Đường của thành Chiêu Giao tìm thấy ngươi, cũng không dám đến thành tán tu Dương Oai. Thứ ba, đi đâu cũng có thể tu luyện, thành tán tu có chỗ tu luyện thượng hạng, ngươi có thể yên tâm tu luyện, chờ ngươi đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh, đến lúc đó rời đi, người của Âm Dương Tông cũng đừng hòng bắt được ngươi. Muốn đi hay ở lại, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ta cũng chỉ cho ngươi một đề nghị, huống hồ muốn hành tẩu ở Sơn Hải giới thì tu vi và thực lực hiện tại của ngươi cũng không đủ, cảnh giới Nguyên Anh mới là tiêu chuẩn hành tẩu ở Sơn Hải giới. Ngươi có biết ở Sơn Hải giới ngày nào cũng có người chết, nhưng người chết đều là tu chân giả kim đan kỳ, mà cảnh giới Nguyên Anh thì rất ít, huống chi bên cạnh ngươi còn có mấy người bám đuôi, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đâu? Lê Nặc Thành thật nói hết lời. Dương Bách Xuyên rơi vào suy nghĩ sâu xa. Hắn ngẫm lại cũng đúng, lời của Lê Nặc mặc dù hơi khó nghe nhưng là sự thật, tu vi của hắn quá thấp, đi đâu cũng phải chạy trốn, lúc trước hắn gặp phải người của thành Chiêu Giao đuổi giết, là thực lực tu vi kim đan đuổi giết. Mà M Dương Tông lại là đại tông môn, lỡ như nếu phối hợp với cao thủ Nguyên Anh đuổi giết hắn thì sao? Hắn có thể trốn thoát không? Hôm nay Lê Nặc và Cao Thuấn, Cao Thịnh Thiên quyết đấu. Hắn thấy được cảnh giới Nguyên Anh chém giết, đích xác không phải tu sĩ kim đan có thể so sánh, hơn nữa với uy lực một trưởng của Cao Thịnh Thiên, nếu không phải có Diệp Vô Tâm tương trợ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, trí nhớ của hắn vẫn còn mới mẻ. Đúng vậy, tu vi của mình hiện giờ chỉ là kim đan nhỏ bé, ở trong mắt cao thủ cảnh giới Nguyên Anh chỉ là con kiến hôi, có thể đi đâu. Cho dù đi Châu Trung Sơn, nếu như gặp phải cao thủ M Dương Tông đuổi giết, còn có nơi nào như thành tán tu để nương tựa không? Còn có thể may mắn chạy trốn sao? Đáy lòng Dương Bách Xuyên không còn sức nữa. Hơn nữa một vấn đề rất lớn chính là, hắn biết Lê Nặc nói rất đúng, mục đích đầu tiên của hắn là tìm con trồn, nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và đám người Ngô Mặc Thu, Châu Nam Sơn lớn như vậy, bản thân mình cũng chưa từng tìm qua, hiện giờ rời khỏi Châu Nam Sơn, ngộ nhỡ bọn họ vẫn ở Châu Nam Sơn thì sao? Về phần đi Châu Trung Sơn thật ra chỉ là đồng ý với Gia Cát huynh đệ đi tìm bảo tàng Gia Cát gia, cũng là vì tìm kiếm lối ra Sơn Hải, cái này phải cẩn thận suy nghĩ, thật ra là có manh mối, chạy không được, có thể thay đổi không gấp, chờ tìm được người thân bằng hữu, hay là để tu vi mạnh hơn một chút rồi đi Châu Trung Sơn cũng không muộn. Dương Bách Xuyên quyết định ở lại thành tán tu, không vì cái gì khác, chỉ vì Lê Nặc nói thành tán tu có thể tiếp nhận rất nhiều tin tức ở địa hạt Đại Sơn. Dựa vào cái này hắn có thể tìm hiểu tung tích của những người thân bằng hữu kia. Chỉ là có một điểm Dương Bách Xuyên nghĩ không ra, tại sao Lê Nặc phải giúp hắn như thế. Sau đó, Dương Bách Xuyên khom người hành lễ với Lê Nặc, Dương Bách Xuyên đa tạ Lê Thành Chủ, được, ta sẽ ở lại, nhưng có một chuyện không rõ, kính xin Lê Thành Chủ giải đáp. Có gì cứ nói, Lê Nặc cười cười nói. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi nói. Lê Thành Chủ thành thật với ta như thế là vì cái gì chứ? Con người ta nói chuyện công khai rõ ràng, Lê Thành Chủ có cái gì phân phó hoặc điều kiện cứ việc đưa ra, có thể làm được ta sẽ cố gắng hết sức làm. Ha ha ha, Lê Nặc nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy Lê Nặc cười ra tiếng. Ngay sau đó chỉ nghe Lê Nặc nói, nghe nói người đào được một viên đá căn nguyên từ mỏ quặng ở thành Chiêu Giao. Đây mới là nguyên nhân ngươi hôm nay bị U Dương Hải Đường của thành Chiêu Giao đuổi giết, thậm chí bị Âm Dương Tông treo thưởng truy nã, không biết là thật hay giả. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi,
hắn biết ngay Lê Nặc thật lòng thật dạ để cho hắn ở lại thành tán tu cũng không đơn giản như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.